vứt bỏ chàng rể ngốc, Sở Trần. Tập 4. Hoàng Giang Hồng nói, nhưng mà, con cháu nhà họ Hoàng, khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải có chuẩn tắc. Người giỏi nhất sẽ giành được chiến thắng, ông không thấy bức thư pháp thứ hai nào viết tốt hơn so với bức của Sở Trần. Trước khi có bức thư pháp viết hay hơn Sở Trần xuất hiện, bất kể thân phận của cậu ta là gì, bức của Sở Trần sẽ được chọn là thanh. Vâng, con đã rõ thưa ông nội. Hoàng Ngọc Hải vội vàng gật đầu, con đã biết sai. Sở Trần không biết, những chữ hắn viết ra đã được lão gia tử của nhà họ Hoàng nhìn chúng. Lúc này, hắn đã cùng Tống Nhan đến nhà hàng Điểm Tụ Lâu. Đây là một nhà hàng danh tiếng lâu năm ở Thiền Thành. Sở Trần, anh một đường cứ hí hoáy dùng điện thoại làm gì vậy? Tống Nhan không khỏi tò mò hỏi, cô chưa từng thấy Sở Trần nghịch điện thoại di động bao giờ. Sở Trần nói, anh đang cùng với Diệp Thiếu Hoàng tâm sự, để xem liệu chúng ta có thể khôi phục dự án hợp tác ba bên hay không. Anh thấy được cha em rất coi trọng dự án này. Tống Nhan, ngậm miệng đi, cô đột nhiên đối với cuộc gặp mặt hôm nay không còn lòng tin nữa. Nhà họ Tống ngay từ đầu đã không có thực lực mạnh mẽ, bên kia người đại diện của nhà họ Hạ lại là nhân vật nổi tiếng trong giới doanh nhân Dương Thành. Vốn dĩ còn muốn dựa vào mối quan hệ giữa Sở Trần và Hạ Bắc, bây giờ nghĩ lại, Sở Trần thật sự càng ngày càng không đáng tin cậy. Bệnh viện Nhân dân Thiền Thành, trên giường bệnh, sau một đêm cấp cứu, cuối cùng vỡ lẽ mọi chuyện đều dư thừa. Toàn thân Diệp Thiếu Hoàng vẫn như cũ tê liệt, không thể cử động, nhưng cảm giác đau đớn trên người ngựa lại biến mất. Trạng thái tinh thần của Diệp Thiếu Hoàng đã tốt lên, nhưng trong mắt hắn ta vẫn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Đầu tiên là đau nhói ở tim, sau đó toàn thân tê liệt, cuối cùng là chảy máu thất khiếu, mọi chuyện diễn ra đều đúng như kịch bản mà Sở Trần đã nói. Hoàng Nhi, cha của con đã liên hệ với bệnh viện tốt nhất ở Đế Đô, làm xong thủ tục vào buổi chiều này, sẽ chuyển con đến bệnh viện đó. Diệp Mẫu lo lắng, nọc rắn quái đản như vậy khiến tất cả các bác sĩ ở bệnh viện này đều bất lực. Sở Trần, Diệp Thiếu Hoàng đột nhiên mở to hai mắt kêu lên. Sở Trần, Diệp Mầu nói, Hoàng Nhi, con hãy yên tâm, tên ngốc này hại con, ta sẽ không yên cho hắn. Tối hôm qua ta đã cho người tung ra tin tức rằng Sở Trần và Thiếu gia họ Hạ có long dương tốt. Hạ Thiếu gia đã bao nuôi Sở Trần, ước chừng chuyện này đã tới tai của nhà họ Hạ. Không phải, những chuyện này mặc kệ trước đã. Hắn ta đã nói về đặc điểm khi trúng độc của loại rắn này, nói không chừng. Hắn ta hiểu được loại nọc rắn này. Hiện tại Diệp Thiếu Hoàng cảm thấy mạng sống của mình quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, mẹ hãy mau tìm cách giúp con lấy số điện thoại của Sở Trần, con sẽ trực tiếp hỏi hắn ta. Diệp Mẫu hiệu suất cũng rất nhanh, mấy phút sau, con rể cả của nhà họ Tống Lâm Tín Bình cho ta dãy số, con thử số này xem. Điện thoại vang lên vài lần, trực tiếp cúp máy. Vẻ mặt Diệp Thiếu Hoàng ảm đạm, hắn toàn thân ngay cả một ngón tay cũng không thể di chuyển. Chỉ có thể nhờ Diệp Mẫu gọi một lần nữa. Lần này nó đã được kết nối. Ai đó, tôi đang ngồi uống trà với phu nhân bàn bạc chuyện. Có việc gì hãy nói nhanh. Diệp Thiếu Hoàng nghe thấy giọng nói của Sở Trần, lập tức lớn tiếng nói, Sở Trần, cậu biết được nguồn gốc của loại rắn đó đúng không? Phải làm sao để giải độc? Diệp Thiếu Hoàng, đầu bên kia điện thoại, Sở Trần bỗng nhiên dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói một cách chi tiết, Diệp Thiếu gia. Đêm qua tôi bị người của võ quán Vinh Diệu Quyền ngăn chặn, anh cảm thấy anh hỏi tôi những vấn đề này thích hợp không? Sở Trần, nếu anh có thể giúp tôi, những chuyện trước đây sẽ được xóa sổ. Tôi hứa Vinh Đông cũng sẽ không tìm anh gây phiền phức. Diệp Thiếu Hoàng dường như đã đoán được Sở Trần sẽ trả lời như vậy cho nên hắn đã thốt ra không do dự. Sở Trần trần trừ một lúc, tôi đã nhìn thấy tiểu hắc xà đó hơn một lần, và tôi cũng đã từng thấy nó cắn người khác. Nhưng thành thật mà nói, cứu anh không mang lại lợi ích gì cho tôi. Hơn nữa, Diệp Thiếu Gia Húc vừa mới bị rắn cắn, đích thân ta ra tay kịp thời cứu giúp, thế nhưng cũng không thấy nhà họ Diệp có gì hồi đáp. Diệp Mầu sắc mặt tối sầm lại, bà không ngờ Sở Trần trong miệng Hoàng Nhi lại là người như vậy. Sở Trần, cậu muốn thế nào? Diệp Mẫu nói thẳng vào vấn đề, hơn nữa, có vẻ cậu hiểu lầm rồi. Nhà họ Diệp chúng tôi đã chuẩn bị sẵn 100 vạn tệ để làm quà cảm ơn gửi tới nhà họ Tống, cảm ơn vì đã cứu Hoàng Nhi. Nói chuyện về tiền bạc thật quá dung tục rồi. Sở Trần thở dài, vị kia nhà chúng tôi, ông ấy vẫn còn phiền muộn về dự án hợp tác ba bên Tống Diệp Vinh ban đầu, vẫn là canh cánh trong lòng, Diệp Thiếu Hoàng gật đầu, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác. Diệp Thiếu gia quả đúng là người sảng khoái. Sở Trần cười, món điểm tâm ở Điểm Tụ Lầu ngon lắm. Chờ khi nào tôi nhận được 10 vạn tệ,
mời Diệp Thiếu ra tới uống trà. Vẻ mặt của hai mẹ Diệp Thiếu Hoàng trong phòng bệnh tối sầm lại. Bọn họ lòng nóng như lửa đốt, chỉ mong nhanh chóng được cứu sống, nhưng Sở Trờ lại nhẹ nhàng mời tới ăn điểm tâm ở điểm tụ lầu. Sau một hồi nói chuyện, Sở Trần quay lại chủ đề, thành thật mà nói, tôi cũng không biết phải đối phó với nọc rắn đó như thế nào. Vẻ mặt của Diệp Thiếu Hoàng trầm xuống, cảm giác như đang bị Sở Trần chơi vậy. Diệp Mẫu liền muốn một trận công kích. Tuy nhiên, tôi đã tận mắt chứng kiến Tống Khánh Bằng bị con rắn đen nhỏ đó cắn. Sở Trần nói, Tống Nhị Gia không đưa cậu ấy đến bệnh viện, mà lại trực tiếp đưa cậu ta về nhà. Một lúc sau, Tống Khánh Bằng đã nhảy nhót trở lại, vẫn là Tống Nhị Gia lợi hại. Cái gì, cả hai mẹ con họ cùng lúc thốt lên. Vẻ mặt của Diệp Thiếu Hoàng trong phút chốc trở nên ảm đạm đến cực điểm. Tống Mục Dương lại có thể giải độc được nọc rắn này. Tuy nhiên, tại thời điểm hắn bị rắn cắn, Tống Mục Dương cũng ở đó. Diệp Thiếu Hoàng ủ rũ một hồi, Sở Trần, lời anh nói có phải là thật không? Lúc Tống Khánh Bằng bị con rắn đen nhỏ cắn vào sáng nay, tôi tình cờ đã chứng kiến và ghi lại một đoạn video nhỏ. Sở Trần nói, tôi có thể phát nó cho anh sẽ bảo Tống Khánh Bằng tới gặp anh để nói rõ tất cả, có đúng không? Diệp Thiếu Gia chẳng lẽ không thể tự mình phân biệt đúng sai sao? Sở Trần cúp điện thoại, đi trở về phòng. Bàn tròn lớn bên trên đã bày đầy trà bánh, Tống Nhan đang nói chuyện, Sở Trần đi đến bên cạnh Tống Nhan ngồi xuống, nhìn Tống Nhan bằng ánh mắt thưởng thức. Trước khi đến, Tống Nhan luôn lo lắng, nhưng sau khi gặp đại diện nhà họ Hạ, tại thời điểm họ bắt đầu thảo luận về dự án hợp tác này, Tống Nhan lại thể hiện một bộ mặt khác, cô đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Ngay cả Hạ Ngôn Hoan ngồi đối diện, đôi mắt cũng toát lên vẻ kinh ngạc. Vị này, tiểu thư thứ ba nhà họ Tống thực sự có tài kinh doanh. Khi hai người trao đổi, Sở Trần ngồi ở bên cạnh vô sự, vừa uống trà vừa ăn đồ điểm tâm. Hắn đã nói qua, lần hợp tác này Tống Nhan sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm phụ trách. Hiện tại xem ra, Tống Nhan thực sự có đủ năng lực. Thực không hổ là bà xã của ta. Sở Trần lẩm bẩm, cửa phòng riêng đột nhiên bị đẩy ra. Một bóng người hùng hổ bước vào. Sở Trần ngẩng đầu cười nhẹ, Bắc ca, uống trà đi. Hạ Bắc ngồi xuống bên cạnh Sở Trần mặt tối sầm, im lặng một lúc hắn mới ngẩng đầu nhìn Hạ Ngôn Hoan, chú Tư, mọi người đàm phán thế nào rồi? Hạ Ngôn Hoan đẩy nhẹ cặp kính vàng xuống rồi cười nhẹ, tiểu thư Tống Nhan đã chuẩn bị đầy đủ hơn chú nghĩ. Chú càng có lòng tin vào việc gia nhập thị trường thiền thành của nhà họ Hạ. Thế là tốt rồi, hít thở sâu, trong mắt Hạ Bắc lóe lên một tia kiên quyết hiếm thấy, lần này, chúng ta nhất định phải cho bọn họ nhìn thấy chút thực lực của Hạ Bắc ta. Sở Trần suýt chút nữa bị nước trà làm cho sặc, không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Bắc, Bắc ca, có chuyện gì vậy? Tôi không biết tên tôn tử nào giải lời đồn. Hạ Bắc nghiến ráng, sáng nay vừa ngủ dậy, tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi từ những tên đồng trang lứa trong gia đình tôi và tôi đang trở thành chủ đề bị giễu cợt trong nhà. Vừa rồi lão gia tử của tôi ở nhà còn gọi điện thoại mắng nhiếc tôi một trận. Sắc mặt Tống Nhan hơi thay đổi. Phản ứng của nhà họ Hạ trước tin đồn này là điều khiến cô lo lắng nhất. Anh Bắc, bị những tên đồng trang lứa giễu cợt, anh sẽ không có cách nào, nhưng mà anh sẽ không thiếu kinh nghiệm đối phó với lão gia tử đi. Sở Trần hỏi, hừ, tôi đã nói thẳng với lão gia tử, trong vòng một tháng sẽ thành lập công ty dược phẩm Bắc Trần. Trong vòng ba tháng, Bắc Trần nhất định sẽ tiến vào thị trường thiền thành. Hạ Bắc nói tiếp, tôi còn ở trước mặt lão gia hung hăng khen ngợi cậu, nói cậu là người tài giỏi, có thể trọng dụng, tiểu Trần, đừng có để tôi phải mất mặt trước mặt lão gia tử. Vừa dứt lời, sắc mặt Tống Nhan đã không khỏi đại biến. Trong vòng ba tháng, đánh thẳng vào thị trường thiền thành. Đây thực sự là một thử thách, ánh mắt Hạ Ngôn Hoan lộ ra vẻ phấn khích, hắn thích thú như là với cảm giác đang tung tăng trong các trung tâm mua sắm. Tiểu thư Tống Nhan, cô nghĩ thế nào? Tống Nhan liếc nhìn cuốn sổ kế hoạch trên tay mình, ánh mắt lóe lên tia kiên định. Sau khi đã chắc chắn, liền gật đầu. Tốt rồi, Sở Trần mỉm cười. Anh Bắc, anh có một người chú tư linh hoạt và cơ trí, tôi có một người vợ thông minh và đảm đang. Hai chúng ta song kiếm hợp bích chắc chắn sẽ làm cho chế dược Bắc Trần tỏa sáng rực rỡ. Hạ Bắc cười ha ha, xúc động cầm tay Sở Trần, tôi đã sớm nói rồi. Thiếu gia thứ ba nhà họ Hạ và con rể thứ ba nhà họ Tống nhất định là một sự kết hợp hoàn hảo. Hạ Ngôn Hoan, Tống Nhan, đây tuyệt đối là tổ hợp kết hợp không biết xấu hổ với nhau. Trong phòng chung, Hạ Ngôn Hoan cùng Tống Nhan đã nói chuyện cặn kẽ về việc triển khai các công việc sắp tới, từ vị trí văn phòng đến sản phẩm đầu tiên sẽ tung ra thị trường đều đã lên kế hoạch chi tiết.
Sở Trần và Hạ Bác uống trà và ăn điểm tâm với nhau. Trong bệnh viện nhân dân Thiền Thành, Tống Khánh Bằng như tắm mình trong gió xuân, trên môi mang theo nụ cười, tay cầm bó hoa tươi. Diệp Thiếu Gia tự mình gọi điện trực tiếp cho hắn tới gặp anh ấy để thảo luận về các vấn đề hợp tác. Điều này khiến Tống Khánh Bằng có cảm giác vui sướng đến hồi hộp. Hắn không thể chờ đợi được liền vội vàng chạy qua. Đẩy cửa phòng bệnh ra, Tống Khánh Bằng ba chân bốn cẳng chạy tới vội vàng chào hỏi. Diệp Thiếu Gia, ngài đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Diệp Thiếu Hoàng nhìn Tống Khánh Bằng, trong mắt chợt lóe lên một tia lạnh lùng. Mày thực sự hy vọng tao tốt lên hay vẫn là không tốt đi? Tống Khánh Bằng bỗng nhiên như bị dội một chậu nước lạnh xuống đầu, toàn thân vô ý thức giật bắn mình, hắn vội vàng nở nụ cười làm lành, đương nhiên tôi hy vọng Diệp Thiếu ngài sớm khỏe lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cũng chưa chắc đâu, bên cạnh, Diệp Mẫu nhìn chằm chằm Tống Khánh Bằng lạnh lùng và nghiêm nghị, tôi nghe nói sáng nay, cậu bị một con rắn nhỏ màu đen cắn, đau đớn đến lăn lộn trên mặt đất, hiện tại thì sao, không phải cậu lại đã bình an vô sự rồi. Nọc rắn đối với nhà họ Tống của cậu thật không đáng nhắc tới mà. Tống Khánh Bằng sắc mặt đột nhiên trở nên đại biến, đồng tử mờ to đến cực điểm, toàn thân run lên, lui về phía sau hai bước, Diệp Thiếu, ngài ngàn vạn lần không được nghe lời của tên ngốc sở đó nói. Tôi đã gặp phải con rắn đen vào sáng nay, nhưng nó chỉ cắn vào quần áo của tôi, nhất định là Sở Trần thấy Diệp Thiếu Hoàng chuẩn bị hợp tác với nhà chúng ta cho nên cố tình khích bác, ly gián để gây mất hòa. Tống Khánh Bằng lưng phía sau đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn vạn lần không ngờ hôm nay Diệp Thiếu Hoàng lại biết mình bị rắn cắn. Nhất định là Sở Trần. Tống Khánh Bằng tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng bây giờ, bản thân vẫn là đang run rẩy lo sợ. Diệp Mẫu lấy điện thoại di động, mở một đoạn video, nói với Tống Khánh Bằng từng chữ, chẳng lẽ cậu sợ hãi đến mức lăn lộn trên mặt đất sao? Mặt Tống Khánh Bằng bỗng tái mét, hai chân vẫn đang run lẩy bẩy. Cậu quả thật gan to, giọng nói của Diệp Mẫu đột nhiên to lên vài phần, rầm một tiếng, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, vài tên vệ sĩ của nhà họ Diệp bước vào, hung hăng nhìn chằm chằm Tống Khánh Bằng. Tống Khánh Bằng chân mềm nhũn ra, hắn trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Hoàng nhi của ta đến nhà họ Tống của các người hợp tác. Ở nhà họ Tống bị rắn cắn, chúng ta còn không quy trách nhiệm cho các người. Đôi mắt Diệp Mẫu xẹt qua tia sáng cực kỳ lạnh lùng tiến tới chỗ Tống Khánh Bằng. Ta giờ xem như đã hiểu rồi. Các người là rõ ràng là nuôi con độc xà, cố ý hãm hại Hoàng Nhi nhà chúng ta. Tống Khánh Bằng vầng trán chấn động, trợn to hai mắt, hoảng sợ đến cực điểm, môi trắng bệch, không, không có. Vậy ngươi giải thích thế nào việc ngươi bị rắn cắn thì lại không có chuyện gì xảy ra? Diệp Mẫu dồn ép hỏi, Tống Khánh Bằng cố gắng bình tĩnh lại một cách tuyệt vọng. Cả nhà bọn họ không thể gánh được tội ác mưu hại Diệp Thiếu Hoàng. Tống Khánh Bằng toàn thân run lên, phải một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi đi tới, anh hai của nhà chúng tôi được một cao nhân thu làm đồ đệ vào vài năm trước và học được không ít thủ đoạn. Con rắn đen kỳ quái đó cũng là anh hai mang về, đúng hôm Diệp Thiếu Hoàng thiếu gia tới thăm đã bị cắn, tôi thừa nhận rằng chúng tôi quá sợ sệt không dám đưa thuốc giải cho Diệp Thiếu gia, sợ rằng sẽ bị Diệp Thiếu gia hiểu lầm, bởi vì xét cho cùng rắn độc là do chúng ta nuôi. Diệp Thiếu Hoàng ánh mắt lạnh lùng hơn, rõ ràng là có thuốc giải. Thế mà dám để tao phải chờ chết. Chúng tôi không dám, Tống Khánh Bằng kêu lên, nọc độc rắn đen này sau 3 ngày sẽ tự động biến mất. Loại tra tấn này, Hoàng Nhi của ta chỉ trong chốc lát cũng không thể chịu đựng được nữa. Diệp Mẫu mắt lạnh lùng quát lớn, để tên người nhà họ Tống đó đến giải độc ngay cho Hoàng Nhi của ta ngay lập tức. Sau nửa giờ, Tống Mục Dương và Tống Khánh Hạc vội vàng đi tới, đẩy cửa lớn phòng bệnh ra. Vẻ mặt của Tống Mục Dương biến sắc khi nhìn thấy Tống Khánh Bằng đang ngồi sụp xuống đất, hắn ta lập tức ngẩng đầu lên, Diệp Thiếu, chuyện này là do tôi cuống tay cuống chân, suy tính quá nhiều mới làm cho Diệp Thiếu ngài phải chịu đựng nhiều như thế. Tống Mục Dương hướng Tống Khánh Hạc ra hiệu, Tống Khánh Hạc đã sớm chuẩn bị xong, cầm một nồi linh dược, bước tới rót một chén cho Diệp Thiếu Hoàng, đồng thời xuất ra một ngân châm tiến tới Diệp Thiếu Hoàng. Không ngờ con cháu trong nhà họ Tống lại có người tinh thông y thuật. Diệp Mẫu lạnh lùng nhìn chằm chằm, Khánh Hạc có đi theo cao nhân tu luyện mấy năm, nên có học được một chút thủ đoạn nhỏ. Tống Mục Dương nhìn xấu hổ, kỳ thực, nguyên lai là thằng bé sợ bị hiểu lầm, cho nên nó một mực chưa từng gửi thuốc giải tới cho Diệp Thiếu, không nghĩ tới là, tên Sở Trần kia dùng việc này để ly gián quan hệ giữa chúng ta, có điều, cũng phải cảm tạ hắn, nếu như chúng ta không suy xét quá nhiều sẽ không làm cơ Diệp Thiếu gia chịu nhiều đau khổ như vậy.
biệt thự nhà họ Tống. Tống Mục Dương và con trai đi về nhà với vẻ mặt u ám. Khi cậu bị rắn thần cắn, thực sự chỉ có Sở Trần và Tống Nhan là những người duy nhất nhìn thấy nó sao? Tống Khánh Hạc vẻ mặt bình tĩnh nói. Tống Khánh Bằng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi, từ góc độ quay của đoạn video đó, hẳn là do Sở Trần quay. Đem video tố cáo với nhà họ Diệp, Tống Mục Dương lạnh lùng nói, con rể ở nhờ này của đại ca quả thực không ngu ngốc chút nào. Đâu chỉ là không ngốc, Tống Khánh Hạc trầm giọng nói, hắn ta vậy mà còn biết con có thể giải độc của Hắc Phu Linh Xà. Vừa dứt lời, con người Tống Mục Dương đột nhiên chấn động, nhìn chằm chằm Tống Khánh Hạc, ý con là gì? Con Hắc Phu Linh Xà của con sẽ không tự nhiên mất liên lạc với con mà không có lý do. Đôi mắt Tống Khánh Hạc lóe lên sắc bén, con đã sớm suy đoán rằng có ai đã ra tay đụng chạm nó. Nhưng Sở Trần, Tống Khánh Bằng cau mày, hắn ta không tin rằng Sở Trần có khả năng này. Không, người đó có thể không nhất thiết phải là Sở Trần, nói không chừng là Tống Nhan. Dù sao vị trương đạo sĩ kia đã ở nhà họ Tống được năm nám, rất có thể, hắn ta đã truyền thụ chút gì đó câu Tống Nhan. Mặc kệ là Tống Nhan hay Sở Trần, hãy tìm cơ hội và thử một chút xem. Tống Mục Dương hít một hơi thật sâu, Khánh Hạc, buổi lễ đoạt thanh của Kim Than Thành, cậu đang chuẩn bị thế nào? Tống Thu, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, một thân hình vạm vỡ bước vào. Tống Khánh Bằng nhìn sang, anh ba, anh đã trở về rồi. Con trai thứ ba của Tống Mục Dương, Tống Khánh Ưng. Hàng trăm con sư tử tranh nhau giành chiến thắng trong buổi lễ đoạt thanh. Tống Khánh Ưng trầm giọng nói, theo quy định, mỗi gia đình có thể cử hai đội tham gia. Con và anh hai trong trận hỗn chiến sẽ liên thủ làm cho Tống Thu chết trông giống như một vụ tai nạn ngoài ý muốn, điều này thật dễ như trở bàn tay. Vốn muốn Tống Thiên Dương tự mình đánh chết con trai mình bằng cây roi dài đính ngân châm, nhưng đáng tiếc, thủ đoạn đó đã bị phát hiện. Tống Mục Dương đôi mắt lóe lên vẻ hung ác, thảm khốc, mấy chục năm qua, Tống Thiên Dương làm chuyện gì cũng chèn ép ta, vị trí gia chủ nhà họ Tống cũng đã đến lúc đẻ ta ngồi rồi. Một khi Tống Thu, người con trai duy nhất chết đi, Tống Thiên Dương không còn người nối dõi. Mẹ nó, hắn nhất định sẽ phát điên. Tống Khánh Ưng cười nhạt, năm đó Tống Thiên Dương vì chức gia chủ đã hại chết mẹ chúng ta, con nhất định sẽ làm cho hắn tan cửa nát nhà. Hai tay Tống Mục Dương đột nhiên nắm chặt, trong mắt lóe lên hận ý, từ ngày mẹ các con qua đời, Tống Thiên Dương cùng ta đã cắt đứt tình anh em. Ta đã trở về, bên ngoài vang lên một giọng nói. Con trai lớn của Tống Mục Dương, Tống Khánh Long sải bước tiến vào, bộ dáng vô cùng hưng phấn, con báo cho mọi người một tin tốt. Tối nay, Tú Tú mời cả nhà chúng ta đến khách sạn Hoàng Đình để uống trà. Đôi mắt của Tống Khánh Bằng sáng lên, chị dâu mời chúng ta uống trà sao? Tống Khánh Long cười, hôm nay ta đã đến thám nhà họ Hoàng một chuyến, Hoàng ngũ gia đối với ta có ấn tượng rất tốt. Tống Khánh Hạc đột nhiên đứng lên, nhìn Tống Khánh Long, ngón tay nhẹ tính, nhíu mày, anh cả. Ấn đường của NH đã biến đen, em sợ sẽ có gì đó không ổn. Lời vừa dứt, nụ cười của Tống Khánh Long liền đông cứng lại, trong lòng cảm giác chợt lạnh cả tay chân. Sắc mặt Tống Mục Dương cũng thay đổi rõ rệt, có chuyện gì vậy? Tống Khánh Hạc bái nhập vào kỳ môn, thủ đoạn bất phàm. Mặc dù không dễ dàng nhìn ra lành dư thông qua quan sát sắc mặt người, nhưng mà sáng nay, trước khi Tống Khánh Long ra khỏi nhà, Tống Khánh Hạc đã tính cho hắn một quẻ. Hiện tại xem ra trên người Tống Khánh Long có chỗ không ổn. Kỳ quái, Tống Khánh Hạc cẩn thận tính toán một hồi, cau mày nói, em không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà, anh cả, anh vẫn phải cẩn thận trong hai ngày này. Nếu có người khác nói lời này với hắn ta, Tống Khánh Long sẽ tặng ngay cho một cái tát. Tuy nhiên, há vô cùng tin tưởng vào bản lĩnh của cậu em thứ hai nhà hắn. Ta biết rồi, Tống Khánh Long nói, mọi người hãy chuẩn bị thật tốt. Tối nay tại khách sạn Hoàng Đình, Tú Tú nói rằng nếu cha cô ấy có thời gian, ông ấy cũng sẽ đến đó ngồi một lát. Hoàng ngũ gia, Tống Mục Dương chợt thấy phấn khích, Hoàng lão gia tử dưới gối có 7 người con, mỗi người trong số họ đều đã tạo nên danh tiếng lớn ở Thiền Thành. Sau khi Hoàng lão gia tử về hưu, tài sản của nhà họ Hoàng đều nằm trong tay 7 người con này. Khánh Long, con phải nỗ lực hơn một chút, đôi mắt Tống Mục Dương thả ra thần thái phấn chấn. Nếu như có thể kết thân với nhà họ Hoàng, Tống Thiên Dương một nhà bọn chúng ta muốn dẫm thế nào chả được. Tống Khánh Long cười, vâng cha, con biết rồi. Vào trạng vạng tối, một chiếc ô tô chạy chậm chậm vào khu biệt thự. Cha, có chuyện gì vậy? Lúc Tống Nhan bước vào đại sảnh, cô phát hiện mọi người đều ở đó, ánh mắt có chút kỳ quái.
100.000 tệ tiền mặt của nhà họ Diệp. Tống Thiên Dương lo lắng, Diệp Thiếu Hoàng trúng độc rắn. Nghe nói toàn bộ bác sĩ trong bệnh viện nhân dân đều bó tay. Bây giờ nhà họ Diệp đột nhiên gửi 100.000 nhân dân tệ đưa tới cho chúng ta. Rốt cuộc có ý gì? Nhà họ Diệp còn chỉ đích danh. Cái này là đưa cho Sở Trần. Chu Kiếm liếc nhìn Sở Trần, sẽ không phải là, nói với Sở Trần rằng nếu Diệp Thiếu gia có xảy ra chuyện gì thì số tiền sẽ để cho Sở Trần lo hậu sự. Anh lo chuyện của mình đi. Tống Nhan nhướng mày nhìn Chu Kiếm. Lúc này, Tống Tình cũng lập tức lên tiếng, trừ lý do đó ra, tôi không nghĩ ra được lý do gì khiến nhà họ Diệp phải đưa tiền tới đây. Nhan Nhan, con định xử lý số tiền này như thế nào? Tô Nguyệt nói, đây là gửi cho Sở Trần, thì cứ để anh ta xử lý. Tống Nhan ngược lại không chút do dự, nhìn thoáng qua về phía Sở Trần, lúc ở trong nhà hàng, tên ngốc này cùng Hạ Thiếu giơ kề vai sát cánh, tự xưng là tổ hợp hoàn mỹ. Hiện tại để xem hắn xử lý vấn đề này như thế nào. 100.000 tệ mà nhà họ Diệp gửi không lý do, chỉ ghi là Hoàng Thiếu cảm tạ. Thế nhưng, mọi người đều rõ rằng khi xảy ra tai nạn của Diệp Thiếu Hoàng, Sở Trần đã dùng chính đôi giày của mình để lấy nước từ Tống Hồ và tạt vào mặt Diệp Thiếu Hoàng. Nhà họ Diệp, liệu sẽ cảm tạ Sở Trần không? Sự tình xảy ra bất thường, tất có ám. Sở Trần, cậu phải suy nghĩ kỹ càng. Lâm Tâm Bình chế nhạo nhìn Sở Trần nhễu cợt. 100.000 nhân dân tệ chỉ là một khoản tiền nhỏ đối với những người có mặt ở đây. Bọn họ càng là thêm vui khi nhìn thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan và dáng vẻ không biết làm sao của Sở Trần. Ngay cả Lâm Tín Bình cũng cảm thấy rằng đây là khởi đầu cho sự trả thù của nhà họ Diệp. Đầu tiên sẽ dùng 100.000 tệ để làm nhục và cảnh cáo Sở Trần. Mọi người đều nhìn Sở Trần. 100.000 tệ tiền mặt, được đóng gói trong một chiếc túi. Sở Trần nhấc lên, cân đo đong đếm. Cũng không biết là nhà họ Diệp nói đưa 100.000, nhưng thật ra đưa 90.000 không. Sở Trần ngẩng đầu, nhìn Tống Thu, đột nhiên nở nụ cười, Tiểu Thu, hai ngày nay luyện múa sư tử thật vất vả nha. Tống Thu nghe vậy sửng sốt, hắn không biết tại sao Sở Trần lại đột nhiên nói chuyện với hắn. Bất quá, bắt đầu từ việc Sở Trần đánh Diệp Thiếu Hoàng một cách thô bạo, đến khi biết Sở Trần đã cứu mạng mình, thái độ của Tống Thu đối với Sở Trần đã thay đổi rất nhiều, ngay lập tức trả lời, không sao đâu. Ông nội chúng ta đang làm việc chăm chỉ, tất nhiên tôi cũng phải cố gắng hết sức. Cái túi lập tức bay về phía Tống Thu. Tống Thu bắt lấy, ngây người nhìn Sở Trần. Vì nhà họ Tống, cậu đã rất vất vả rồi. Sở Trần nói, anh rể không giúp được nhiều, cho nên anh sẽ cho cậu một ít tiền tiêu vặt, hãy cầm lấy đi uống trà. Mọi người đều sửng sốt, đưa cho Tống Thu, 100.000 tệ tiền tiêu vặt. Toàn bộ tài sản của Sở Trần cũng không có nổi 100.000 nhân dân tệ. Số tiền này do nhà họ Diệp gửi, hắn vậy mà thực sự vấp dám sử dụng nó. Tống Thu cũng có chút ngượng ngùng, số tiền này là một củ khoai nóng bỏng tay. Sở Trần, cậu ngược lại thật sự không ngu ngốc nha. Lâm Tín Bình chế nhạo, thế mà mang Tiểu Thu làm khiên chắn thay anh. Anh rể cho cậu em vợ 100.000 tệ tiền tiêu vặt thì có vấn đề gì sao? Sở Trần nhìn sang đột nhiên cười hỏi, đại tỷ phu à, anh đã từng cho Tiểu Thu tiền tiêu vặt chưa? Lâm Tín Bình sửng sốt khi nghe được lời này. Với địa vị của Tống Thu trong nhà họ Tống, không có khả năng không có tiền tiêu. Quả thật như vậy, hắn ta chưa từng nghĩ đến việc cho tiền Tống Thu. Vậy chắc là không rồi. Sở Trần cười nhìn Chu Kiếm, nhị tỷ phu thì sao? Chu Kiếm thần sắc xấu hổ. Sở Trần thở dài một hơi, Tiểu Thu thằng bé này sống cũng thật không dễ dàng. Tuy trên danh nghĩa có ba anh rể, nhưng người này người kia đều là quá keo kiệt đi. Sở Trần bước tới, vỗ vai Tống Thu, bá khí nói, đây là 100.000 nhân dân tệ. Cậu cầm lấy tiền mà tiêu vặt, nếu thiếu tiền lại tìm tam tỷ phu cho cậu. Sở Trần, cậu là đang muốn hại Tiểu Thu sao? Tô Nguyệt không nhịn được tức giận mắng. Số tiền này là do Diệp Thiếu Hoàng tự nguyện gửi tới. Chúng ta cứ thoải mái mà chi tiêu. Sở Trần nói, nhân tiện, còn một chuyện nữa. Tôi đã nói chuyện với Diệp Thiếu Hoàng. Anh ta cảm thấy rất hổ thẹn về việc mình đơn phương hủy hợp tác của ba nhà Diệp Vinh Tống, cho nên đã quyết định trùng kiến lại mối quan hệ hợp tác. Nhạc phụ, nhà họ Diệp sẽ sớm liên hệ với cha. Tất cả mọi người ngây người, càng nói càng quá phận, thật coi tất cả mọi người đều là kẻ ngốc sao. Sở Trần, nếu như không phải Hạ Thiếu gia coi trọng cậu, cậu đã bị đuổi khỏi nhà họ Tống rồi. Chu Kiếm lạnh giọng mắng, trong mắt mang theo vài phần trêu chọc và giễu cợt. Đột nhiên cảm thấy đêm đó mình không được Hạ Thiếu gia nhìn chúng, cũng là một chuyện tốt. Bọn họ không có được phúc khí như Sở Trần. Nhan Nhan,
loại chuyện như vậy, chỉ có em mới nhịn được. Tống Vân lắc đầu, bây giờ chuyện của Sở Trần đã được truyền khắp thành phố, trò cười của nhà họ Tống chúng ta, lần này lại được nâng cấp. Hạ Thiếu Gia và Sở Trần chỉ là quan hệ hợp tác. Mối quan hệ cũng chỉ như những người bạn bình thường. Tống Nhan trả lời, khóe miệng Tống Đại Tiểu Thư Tống Vân cong lên, có phải hay không? Chỉ có Sở Trần mới biết. Bất quá, vận may 5 năm đã qua rồi, bây giờ còn có thể dùng nhiệt lượng còn sót lại, cũng không tệ lắm. Nhan Nhan, em phải gia tăng kinh lực, tranh thủ cùng nhà họ Hạ hợp tác thuận lợi. Lâm Tín Bi nhờ một bên tỏ ra khinh thường. Từ đầu đến cuối, hắn không hề lạc quan về sự hợp tác giữa hai nhà Tống và Hạ. Tiểu Thu, trả lại tiền cho Sở Trần. Tống Thiên Dương nghiêm mặt nhìn Sở Trần, cậu nên xử lý khoản tiền này cho hợp lý. Diệp Thiếu Hoàng đang ở trong tình trạng này, chúng ta càng phải cẩn thận hơn, nhà họ Diệp chúng ta vạn vạn lần không trêu chọc nổi. Di động của Tống Thiên Dương bỗng vang lên. Diệp Thiếu Gia, Tống Thiên Dương sau khi nói chuyện điện thoại thì giật mình. Sau một lúc, Tống Thiên Dương ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Sở Trần, toát ra vẻ khó có thể tin. Cuộc gọi của Diệp Thiếu Hoàng. Ánh mắt của người nhà họ Tống rơi vào người Tống Thiên Dương. Cha, Diệp Thiếu Gia đã nói gì? Tống Tình cẩn thận hỏi, sợ là sắp tới cửa hỏi tội. Chu Kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần, Diệp Thiếu chắc muốn hỏi, Sở Trần này sẽ tiêu 100.000 tệ như thế nào đi? Tống Thu cau mày lại, thật lâu mới hít một hơi dài, vì đó đã là tiền tiêu vặt mà Sở Trần cho tôi, nên tôi sẽ nhận việc này. Vẻ mặt Tống Thu kiên định, Sở Trần đã cửu mạng cậu. Cậu nhận lấy số tiền này và gánh tội thay cho Sở Trần, nghĩ quá hợp tình hợp lý đi. Tiểu Thu, cậu là có chuyện gì sao? Tống Vân dường như hiểu được suy nghĩ của Tống Thu, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng Sở Trần hắn là đã cứu mạng cậu. Đừng quên, lúc đó ai cũng không nhìn thấy ngân châm cất cẩn thận bên trong, chỉ có hắn nhìn thấy ngân châm giấu trong roi dài, nếu không phải có chủ đích gì đó thì làm sao có thể dễ dàng nhìn ra được. Ta tin rằng Nho Hải quản gia có thể sớm sẽ tìm ra kết quả. Nếu thật sự là đâu Sở Trần, thì ngươi cả đời này xác định ở trong tù đi. Lâm Tín Bình hung hăng nhìn chằm chằm Sở Trần, muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Mấy người nhà họ Tống hung hăng dọa người, nhìn chằm chằm vào Sở Trần. Cậu tại sao làm được vậy? Tống Thiên Dương lúc này mới chậm rãi nói, nhìn về phía Sở Trần. Lần đầu tiên sau 5 năm, hắn cảm thấy được người con rể ngốc nghếch này có chút không nhìn thấu. Ở khách sạn Hoàng Đình, gây rắc rối cho nhà họ Tống. Ngày hôm sau nhà họ Hạ đã giúp anh ta và ký thỏa thuận hợp tác. Trên đường từ khách sạn Hoàng Đình trở về, anh ta đã đánh đập Diệp Thiếu Hoàng. Ngày sau Diệp Thiếu Hoàng bị hạ độc, Sở Trần còn lấy giày dội nước vào mặt Diệp Thiếu Hoàng. Sau khi xảy ra hàng loạt chuyện này, Tống Thiên Dương nghĩ rằng, Sở Trần sẽ bị Diệp Thiếu Hoàng trả thù một cách điên cuồng, thậm chí còn làm hại cả nhà họ Tống. Tối nay không ai dám động đến cái gọi là 100.000 tệ tiền cảm ơn. Nhưng vừa rồi, khi Tống Thiên Dương nhận được cuộc gọi, đích thân Diệp Thiếu Hoàng hứa rằng hợp tác ba bên sẽ khởi động lại và đồng thời cũng thông báo cho Tống Thiên Dương rằng ngày mai anh ấy sẽ tổ chức cuộc họp để thảo luận chi tiết về bước tiếp theo của lần hợp tác này. Cha nói rất đúng, cậu hãy nói thật đi, cậu làm sao làm được vậy? Lâm Tín Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Trần. Hắn tưởng Tống Thiên Dương cũng đang tra hỏi về việc kim bạc giấu trong roi. Diệp Thiếu Hoàng là một người tốt, anh ấy biết rằng tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Sở Trần xúc động nói, tôi đã bỏ chút công sức nhỏ để cứu mạng anh ấy, vì vậy anh ấy đã trả ơn tôi. Lâm Tín Bình hơi nhíu mày, cậu đang nói bậy cái gì vậy? Cậu lại bắt đầu ngu ngốc rồi sao? Chu Kiếm chế nhạo, các người câm miệng, Tống Thiên Dương quát lạnh một tiếng, quay đầu lại nói, vừa rồi Diệp Thiếu Hoàng gọi điện thoại cho ta thông báo khôi phục quan hệ hợp tác giữa ba nhà Diệp Vinh Tống. Vừa dứt lời, đại sảnh đột nhiên im lặng, Tống Nhan cũng hoài nghi nhìn Sở Trần. Cô nhớ hôm nay mình đã hỏi Sở Trần lúc đó trả lời là đang tán gẫu với Diệp Thiếu Hoàng. Hóa ra đó là sự thật, Tống Thiêu trợn mắt, há hốc mồm. Những người khác không biết, nhưng cậu ta đã chứng kiến Sở Trần đánh Diệp Thiếu Hoàng và Vinh Đông trên đường phố. Anh ta còn trực tiếp đem Diệp Thiếu Hoàng coi như rác. Diệp Thiếu Hoàng, thế mà thực sự thỏa hiệp. Đây là một giấc mơ sao? Diệp Thiếu Hoàng thật là báo đáp ân cứu mạng của Sở Trần sao? Tuy lập luận này hơi vô lý. Nhưng ngoài lý do này ra thì không có lý do nào khác. Thật tuyệt vời, Tống Thu cầm 100.000 tệ, hai mắt phát sáng, cảm ơn Tam tỷ phu. Tuy là thiếu gia nhà họ Tống, nhưng tiền tiêu vặt của anh ta bị quản rất khắt khe. 100.000 nhân dân tệ không phải là một số tiền nhỏ đối với Tống Thu.
Sở Trơ cảm khái, có tiền đúng là có thể sai khiến quỷ thần, có tiền có thể khiến cậu em vợ này gọi một tiếng tỷ phu. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm Tống Tha gọi Sở Trơ một tiếng tỷ phu. Cha, con có chuyện muốn bàn với cha. Tống Nhan không có ý định đề cập thêm về vấn đề này, liền bước lên, ngày hôm nay con đã nói chuyện với đại diện nhà họ Hạ. Hai bên đồng ý hợp tác thành lập công ty dược phẩm Bắc Trần, mọi vấn đề xây dựng công ty sẽ do nhà họ Tống quyết định và cung cấp. Cần muốn chọn địa chỉ công ty ở tòa nhà Kim Than Thành. Cô ba, cô khó tránh khỏi có ý nghĩ quá hão huyền đi. Lâm Tín Bình trực tiếp buột miệng, trầm giọng nói, về phương diện giá cả, tòa nhà Kim Than Thành hiện nay là đắt nhất ở Thiền Thành. Cô đã tính đến chi phí chưa? Còn về giá trị, sự cạnh tranh trong ngành dược phẩm ở Thiền Thành khốc liệt như thế nào, tôi nghĩ không cần nhiều lời. Trong tòa nhà Kim Than Thành mấy nhà cự đầu về dược phẩm đều đặt trụ sở, dược phẩm Bắc Trần nếu đặt ở đó sẽ không đáng chú ý. Phân tích của Tín Bình là đúng. Tống Vân nói, gia đình họ Hạ có thế lực mạnh, nhưng đó là ở Dương Thành. Dược phẩm Bắc Trần muốn mở ra ở thị trường Thiên Thành, không thể mơ tưởng xa vời, một bước lên trời được, trước tiên nên chọn cao ốc văn phòng ở xa trung tâm thành phố, đem chi phí ổn định tốt. Nhà họ Tống đầu tư vào dự án này đều hạn mức đầu tư nhất định, nếu như vượt quá hạn mức, một khi chú hai phát hiện, sẽ tố cáo tới ông nội sẽ đổ bể. Tống Thiên Dương sắc mặt hơi thay đổi, lông mày cũng nhíu chặt. Nếu tôi nhớ không lầm, vợ tôi là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự hợp tác của Tống Hạ. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người nhìn sang, Sở Trần bước lên đứng bên cạnh Tống Nhan, vị trí thuê vãn phòng tại tòa nhà Kim Than Thành đã vượt quá ngân sách đầu tư rồi sao? Sở Trần, cậu không biết thì đừng nói mò, cậu có biết rằng toàn bộ vốn đầu tư của công ty dược phẩm, từng khâu một đều rất tốn kém ư? Lâm Tín Bình quát lạnh, Tống Hạ hai nhà, đối với phương diện này tại Thiền Thành đều là không có cơ sở, nhất định phải theo đuổi tòa nhà Kim Than Thành, để mọi người chế giễu sao? Nhân tiện, tôi cũng nhắc nhở cậu, trong tòa nhà Kim Than Thành có 5 tầng là của nhà họ Diệp. Tôi tất nhiên là không hiểu, có bà xã tôi hiểu là đủ rồi. Sở Trần mỉm cười nhìn Tống Nhan, ánh mắt kiên định, em là người có tiếng nói cuối cùng. Tống Nhan cảm động, sau khi bắt gặp ánh mắt của Sở Trần, cô khẽ gật đầu, đây không phải là ý của tôi, người đại diện nhà họ Hạ cũng hy vọng có thể đưa địa chỉ công ty ở tòa nhà Kim Than Thành. Lâm Tín Bình thấy Tống Nhan vẫn cố chấp, không đành lòng, không những không nói giúp hắn còn chế nhạo, chờ khi va phải bức tường và hối hận, sẽ nhớ những gì tôi đã nói ngày hôm nay. Tam muội, sao em không nghe khuyên bảo chứ? Em vẫn còn trẻ nên nhiều suy nghĩ vẫn còn chưa thành thục. Tống Vân cau mày nói. Tống Tình thở dài, thật sự là phải thỉnh Thanh Phong đạo trưởng tới lần nữa để tính được vận may sắp tới của nhà họ Tống. Tống Thiên Dương ánh mắt chạm vào Tống Nhan một lát sau. Tống Thiên Dương cũng không ngăn cản, dù sao thì Sở Trần cũng đã nói đúng, nhà họ Tống sẽ đâu Tống Nhan hoàn toàn chịu trách nhiệm về toàn bộ dự án. Bà xã à, về phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn bóng lưng của Sở Trờ và Tống Nhan, lông mày của Lâm Tín Bình càng nhíu chặt, cha, người liền để cô ba làm loạn sao? Cùng nhà họ Hạ hợp tác, vốn là một chuyện tốt, hiện tại xem ra cũng có khả năng là thảm họa. Chu Kiếm trầm giọng nói, dược phẩm Lâm thị của anh rể, chưa bao giờ nghĩ đến việc chuyển đến tòa nhà Kim Than Thành. Một cái gọi là dược phẩm Bắc Trờ lại nghĩ trong chốc lát một bước lên trời sao? Con đang cảm thấy lo lắng về khoản đầu tư này. Tống Thiên Dương thở dài, Hạ Bắc đã chính miệng nói, nhà họ Hạ chỉ cùng Sở Trần hợp tác, mà Sở Trần lại đem toàn quyền giao cho Nhan Nhan. Con bé đã quyết định rồi thì chỉ có thể tùy ý cho nó thôi. Cũng may mà hợp tác ba bên được khởi động lại, nhà họ Tống lại có thể nắm bắt cơ hội này. Tô Nguyệt thở dài, xem ra tình cảm của Diệp Thiếu Hoàng đối với Nhan Nhan là thật lòng. Nghe vậy, đồng tử Tống Thiên Dương hơi co lại. Nếu sự hợp tác của Tống Hạ kết thúc thất bại, vậy hãy để Nhan Nhan và Sở Trần chia cắt đi. Tống Vân trịnh trọng nói. Tống Nho Hải từ bên ngoài bước vào. Gia chủ, nhị gia cả nhà đã đi ra ngoài. Tống Nho Hải nói. Tống Thiên Dương nhìn sang. Nghe Biêu Nhi nói, Tống Khánh Bằng nói với nó là tiểu như nhà họ Hoàng đã mời họ đến án tối tại khách sạn Hoàng Đình. Ngay khi lời nói vừa dứt, vẻ mặt của cả nhà Tống Thiên Dương đồng thời biến sắc. Tống Mục Dương, leo lên nhà họ Hoàng. Tô Nguyệt sắc mặt tái nhợt, từ lâu con đã nghe nói Tống Khánh Long đang theo đuổi một vị tiểu thư nhà họ Hoàng, vẻ mặt Chu Kiếm chìm xuống, bây giờ tiểu thư nhà họ Hoàng lại mời cả nhà hắn tới khách sạn Hoàng Đình để ăn tối, đều là do Nhan Nhan. Tống Tình không khỏi nói, Diệp Thiếu gia rõ ràng rất thích nó, nhưng nó chỉ muốn ở bên cạnh một kẻ ngốc.
Hiện tại thì tốt rồi, nếu chú hai và nhà họ Hoàng kết thông ra, cái nhà này, e rằng, chúng ta không còn được làm chủ nữa. Nhà họ Diệp mấy năm gần đây phát triển rất mạnh mẽ, tuy rằng không thể so với nhà họ Hoàng, nhưng ở Thiền Thành cũng có ít nhà so sánh được. Tống Vân thở dài, đáng tiếc, Nhan Nhan thực sự ngốc. Sở Chờ và Tống Nhan đi dạo ven hồ. Anh rốt cuộc đã nói chuyện gì với Diệp Thiếu Hoàng vậy? Tống Nhan nhìn không được không khỏi hỏi, cô chính mắt nhìn Sở Trần ẩu đả Diệp Thiếu Hoàng, ngoài ra còn dùng giày lấy nước đổ vào đầu Diệp Thiếu Hoàng, theo lý Diệp Thiếu Hoàng đối với Sở Trần, thậm chí cả nhà họ Tống phải hận thấu xương. Nhưng Diệp Thiếu Hoàng không chỉ gửi 100.000 nhân dân tệ tiền cảm ơn mà còn tái khởi động hợp tác ba bên. Thật là kỳ lạ, thật ra Diệp Thiếu gia cũng là một người biết ơn. Sở Trần giải thích, Tống Nhan, ngày mai hãy cùng tôi đến tòa nhà Kim Than Thành một chuyến. Tống Nhan nói, chúng ta phải giải quyết vấn đề lựa chọn địa điểm mở công ty càng sớm càng tốt. Sở Trần gật đầu, ngẩng đầu nhìn về biệt thự phía trước cách đó không xa, Tống Mục Dương một nhà cùng nhau bước ra ngoài, xe đã đợi sẵn. Tống Khánh bằng ánh mắt trở nên sắc bén, trước khi lên xe nhìn thấy hai người Sở Trần, hắn ta sững sờ, sau đó bước tới cười nhạo, chậc chậc chậc, Sở Tiểu Mật, thật sự rất nhàn nhã nha, nhiều khi thấy thật ghen tị với kẻ ngốc, luôn có thể vô ưu vô lo. Tống Nhan khẽ nhướng mày, sau đó nhíu mày, có phần kinh ngạc. Cũng bị một con rắn đen cắn, người ta đồn rằng Diệp Thiếu Hoàng vô bệnh viện không có phương pháp chữa trị, thế nhưng Tống Khánh Bằng vẫn sống khỏe mạnh, không có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng cảm thấy ghen tị với cậu, cùng là bị rắn độc cắn, luận về thể chất, so với Diệp Thiếu gia thất mạnh hơn rất nhiều. Sở Trần đối với Tống Khánh Bằng giơ ngón tay cái lên nói. Đôi mắt của Tống Khánh Bằng lóe lên một tia cám ghét. Video hôm nay chắc chắn do Sở Trần quay, không chỉ khiến bản thân bị đánh vài cái, mà còn khiến gia đình mình hoàn toàn mất đi tín nhiệm trước Diệp Thiếu Hoàng. Tống Khánh Bằng nghĩ đến lời nói của anh hai hắn, trong tiềm thức liếc nhìn Tống Nhan một cách cảnh giác. Nhất định là vị đạo sĩ kia đã dạy cho Tống Nhan kỳ môn chi thuật lạ trước khi rời khỏi nhà họ Tống. Còn có nhiều điều mà các người sẽ càng thêm đố kỵ. Tống Khánh Bằng giải tỏa cảm xúc, đắc thắng nói, chỉ có biết hiện tại chúng ta đi đâu không? Ngũ gia nhà họ Hoàng mời cả nhà chúng ta đến khách sạn Hoàng Đình uống trà, không bao lâu nữa, tôi sẽ gọi tiểu thư nhà họ Hoàng là chị dâu rồi. Vừa dứt lời, sắc mặt Tống Nhan không khỏi thay đổi. Tống Khánh Bằng nhìn thấy biểu hiện trong mắt Tống Nhan, không nhịn được cười ha ha, quay người rời đi. Nhà chú hai đúng là đã leo lên nhà họ Hoàng. Trong lòng Tống Nhan thấp thỏm, đây không phải là chuyện tốt đối với gia đình cô. Nếu nhà họ Hoàng thực sự kết thông ra với nhà họ Tống, Tống Mục Dương một nhà chắc chắn sẽ là người đứng đầu nhà họ Tống. Dù sao, nhà họ Hoàng tuyệt đối không cho phép tiểu thư nhà họ Hoàng gả và bàng chi nhà họ Tống. Không phải vẫn còn chưa kết hôn sao? Sở Trần nhìn chiếc xe từ từ lái ra ngoài, cười nói, có thể nhìn ra, từ sự việc sáng nay Tống Khánh Bằng bị rắn cắn thì vận may hôm nay của nhà hắn không tốt lắm. Hoàng Ngũ gia đích thân mời chú hai uống trà, chuyện này đã chắc chín mười phần rồi. Tống Nhan không còn tâm tư muốn dạo bên hồ, lập tức đi bộ trở về biệt thự. Sở Trần đi theo phía sau, ngay khi Tống Nhan vừa tới nhà và ngồi xuống ghế, Sở Trần liền hỏi, bà xã à, em có biết ngày sinh nhật của Tống Khánh Bằng không? Ai biết được, Tống Nhan trợn mắt, sao anh lại hỏi chuyện này? Anh nghĩ mình là ai? Anh cho rằng mình là Trương Đạo Trường sao? Trong 5 năm qua, Tống Nhan đã hơn một lần nghe thấy những từ như ngày sinh tháng đẻ trong miệng Trương Đạo Trưởng. Dù sao cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm, tôi muốn vẽ một vòng tròn bùa chú để nguyền rủa hắn. Sở Trần đáp, không thể nhận được câu trả lời trong miệng Tống Nhan, Sở Trần đành đi xuống lầu. Lần này Tống Nhan không hỏi Sở Trần đã đi đâu, tên này trong miệng không có lời nào đáng tin cả. Màn đêm bao trùm, ở bên kia Tố Ngô, Sở Trần nhìn lướt qua căn biệt thự nơi gia đình Tống Mục Dương ở. Cửa đã bị khóa, cửa sổ cũng đã được đóng chặt lại. Khá là nghiêm túc cẩn trọng, Sở Trần tự lẩm bẩm, híp mắt, có điều, còn không làm khó được tôi. Sở Trần thân ảnh biến mất ở trong góc tường tối. Khoảng 10 phút sau, một thân ảnh rời khỏi biệt thự của Tống Mục Dương. Tên con trai này của Tống Mục Dương đã học được kỳ thuật của Hắc Phu Nhất Phái, nguyên lai là bái nhập Phu Thần Môn. Sở Trần nhướng cổng ngoài nhà họ Tống đi ra. Phu Thần Môn những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, đã thành trụ cột vững vàng của Hắc Phu Nhất Phái. Sở Trần tự nhủ, bất quá, tên nhà họ Tống này quá rác rưởi. Khóe miệng Sở Trần nhếch lên, hắn từ trong phòng của Tống Khánh Hạc tìm thấy một cái ngày tháng năm sinh. Hắn tùy tiện vẫy tay bắt một chiếc xe taxi. Đại ca,
đưa tôi tới chỗ bán giấy vàng gần nhất. Sở Trần nói, anh tài xế sửng sốt, nhịn không được không khỏi nhìn về phía Sở Trần, một lúc sau mới gật đầu. Chưa đầy nửa giờ, xe dừng ở đầu phố nọ, ở cuối con phố cổ này, có một nhà bán thứ đó. Tài xế nhìn bóng dáng Sở Trần biến mất trong ánh đèn mờ ảo, nhịn không được lẩm bẩm nói, ban đêm, vị thiếu gia này, không phải là đi làm chuyện xấu chứ. Sở Trần nhanh chóng đi đến cuối con phố, một cửa hàng đèn mờ bày đầy các loại tạp hóa, loại cửa hàng này vào ban đêm luôn mang đến cho người ta một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Đặc biệt, ánh đèn trong cửa hàng rột nát cuối phố cổ này dường như có thể tắt lịm bất cứ lúc nào. Sở Trần ngẩng đầu liếc mắt nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên, tiến vào, có ai không? Không có người đáp lại. Sở Trần nhìn không được kêu thêm vài lần. Ồn ào quá, đột nhiên từ dưới đống người giấy chui ra một cái đầu thiếu nữ. Cô gái tuổi chừng 18 tuổi, tóc tai hơi rối nhưng không che giấu được khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Đôi mắt lộ ra thần sắc lanh lợi, cô nhìn qua xem xét Sở Trần. Đồng thời cũng duỗi tay từ trong đống người giấy ra, trên tay cô cầm một quyển sách, ánh đèn mờ ảo lộ ra đôi bàn tay trắng nõn mềm mại, muốn mua gì thì tự mình chọn đi, tôi sẽ thanh toán tiền sau khi anh chọn xong. Thiếu nữ tựa như từ Sở Trần không tìm thấy sự hứng thú, sau khi nói xong, cô ta tiếp tục đọc sách. Cô bé à, khách hàng chính là Thượng Đế. Sở Trần vừa định mở miệng tiếp, cô gái trực tiếp ngắt lời, tôi không tin có Thượng Đế, sao anh lại đổ mực cho tôi như vậy? Sau khi Sở Trần chọn hết những thứ mình muốn mua, anh yêu cầu cô gái tính tiền. Vừa định trả tiền thì Sở Trần liếc mắt nhìn quyển sách trên tay cô gái, bất giác nở nụ cười, cô tin tưởng La Vân Đạo Tôn. Vừa dứt lời, tay cô gái đột nhiên run lên, đôi mắt cô lóe sáng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Trần. Cô không thể phát hiện ra bất kỳ khí tức khác thường nào từ cơ thể Sở Trần. Nhưng một lời từ Sở Trần đủ để chứng minh anh ta là người trong kỳ môn. Anh là ai? Cô gái đứng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Trần. Sở Trần không trả lời, trực tiếp đảo mắt liếc nhìn quanh cửa hàng, khi vào đây tôi đã nhìn thấy ký hiệu Tinh La Môn ở cửa. Trong tay cô còn luôn cầm Tinh La sách phổ, cô chính là đệ tử của Tinh La Môn, nơi này hẳn là phân đà của Tinh La Môn ở thành phố Thiền Thành đi. Cô gái sắc mặt thay đổi, anh đến cùng là ai? Là đồng đạo với cô thôi. Sở Trần cười ha ha một tiếng, cầm lấy mấy đồ vật vừa mua, quay người đi ra. Nói vọng lại, luận về bối phận, tôi là sư tổ của cô. Cô gái nhìn bóng lưng Sở Trần nơi đi, mặc dù thấy kinh ngạc khi Sở Trần nhìn thấu thân phận của nàng, nhưng nhất thời vẫn không nói nên lời. Tinh La Môn là do La Vân Đạo Tôn thành lập, anh chàng này tự xưng là sư tổ, có nghĩa là cùng thế hệ với La Vân Đạo Tôn. Cô gái lẩm bẩm, ngớ ngẩn, cháu gái, con đang nói chuyện với ai vậy? Một giọng nói từ trong nhà vọng ra, cô gái vội vàng cầm quyển sách lên. Không có gì đâu ông ơi, một tên điên tự xưng là sư tổ của con, phắc, hắn còn chưa có trả tiền. Cô gái lao ra nhanh như một cơn gió, nhưng mà, chỉ có đường phố cũ với ánh đèn mờ, thân ảnh của Sở Trần đã biến mất không còn nữa. Sư tổ à, đừng để cho lão tổ tông nhìn thấy anh, nếu không. Tôi đánh anh thành cháu trai tôi. Cô gái dậm chân, tức giận quay người đi về. Một lúc sau, trong phòng vang lên tiếng thở dài, tính tình đứa nhỏ này, không ai trị nổi mà. Về đến nhà, Sở Trần xách túi đi thẳng vào phòng. Tống Nhan vẫn ngồi trên ghế sofa xem tài liệu, liếc nhìn cửa phòng Sở Trần, không khỏi tò mò, đặt tài liệu xuống, đi tới, gõ cửa. Vừa rồi anh mang theo cái gì về nhà đấy? Tống Nhan không kiềm chế được tò mò, buổi tối xách túi chạy ra ngoài, xong lại lén lút đi về. Sở Trần vẻ mặt lộ ra vẻ khó xử. Hắn ta không muốn giấu giếm Tống Nhan. Nhưng những chuyện mà hắn ta sắp làm đối với người bình thường có phần không thể chấp nhận được. Do dự một hồi, Sở Trần mới mơ hồ đề cập tới, mấy việc tốt có thể giúp anh giải quyết việc cấp bách trước mắt, việc âm không giúp được anh, nên anh chỉ có thể tự mình giải quyết. Tống Nhan nhìn Sở Trần nghi hoặc, hồi lâu, đôi mắt cô ấy mở to một chút, hai má ửng hồng. Bà xã, em là muốn vào giúp đỡ anh sao? Sở Trần quyết định không giấu giếm. Tống Nhan ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, anh đang nằm mơ. Người đàn ông này thật sự là quá đáng. Tống Nhan thu thập tài liệu và quay trở lại phòng. Sở Trờ ngạc nhiên, nhất thời lắc đầu, đóng cửa phòng lại. Đây là cửu huyền linh nhân thuật chân chính nhất. Sở Trần dùng chu sa vẽ bùa và viết tám ký tự của ngày sinh lấy được từ biệt thự của Tống Mục Dương nhà họ Tống. Đây là ngày sinh của Tống Khánh Long, con cả của Tống Mục Dương, cũng chính là nhân vật chính của bữa tiệc tại khách sạn Hoàng Đình tối nay. Giấy làm bùa chú bằng chu sa của Tinh La Môn.
chất liệu khá là tốt. Sở Trần lẩm bẩm một mình, trong đầu tự nhiên xuất hiện hình ảnh cô gái ở Tinh La Môn mà há đã gặp tối nay, mặc dù cô ấy tuổi tác không lớn lắm, nhưng nó mang đến cho Sở Trần cảm giác cô ấy đối với kỳ môn tạo nghệ tốt hơn Hoàng Ngọc Hải, ta thực sự không ngờ lại gặp các đồ nhi, đồ tôn của thất sư đệ. Người sáng lập Tinh La Môn là La Vân Đạo Tôn. Nhiều năm trước, La Vân Đạo Tôn đã bái nhập Cửu Huyền Môn, xét về bối phận bên trong Cửu Huyền Môn, La Vân Đạo Tôn vẫn là sư đệ của Sở Trần. Hắn là sư tổ của cô gái kia, những lời Sở Trần nói không phải là lừa gạt cô ta. Thiên hạ kỳ thuật đều xuất thân Cửu Huyền. Sở Trần nghĩ tới Hắc Phù tiểu nhân thuật của Hoàng Ngọc Hải, Hắc Phù tiểu nhân thuật làm sao có thể so sánh được với chính tông Cửu Huyền linh nhân thuật được. Sở Trần cầm tờ bùa đã vẽ sẵn, gấp ra người giấy, cầm trong tay, lại lần nữa mở cửa bước ra ngoài. Cửu Huyền linh nhân thuật, khoảng cách càng gần càng dễ khống chế. Khách sạn Hoàng Đình, xung quanh chiếc bàn tròn trong phòng, gia đình 5 người của Tống Mục Dương, tất cả đều nở nụ cười, vui vẻ, đường làm quan rộng mở, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Chú Tống à, bố cháu nói là 10 phút nữa sẽ đến. Người con gái ngồi bên cạnh Tống Khánh Long là Hoàng Tú Tú, bất quá, tên của cô ta hơi khác so với hình dáng cơ thể của cô. Gần như có thể dùng đồ sộ uy mãnh để hình dung về hình dáng cô tiểu thư nhà họ Hoàng này. Cô ta mặc một chiếc váy màu trung tính, mái tóc cắt ngắn, lông mày rậm, mũi cao và đôi môi dày. Tống Khánh Long khi ngồi ở bên cạnh cô, làm cho người ta có cảm giác như một con chim nhỏ đang nép vào một con người. Hai mắt Tống Mục Dương sáng lên, lập tức nở nụ cười, Hoàng Ngũ gia trong thời điểm bận rộn như lúc này mà vẫn dành thời gian tới đây, chú Tống thật sự cảm thấy rất vinh dự. Hoàng Tú Tú mỉm cười nắm lấy tay Tống Khánh Long, cháu và Khánh Long yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lưỡng tình tương duyệt, sớm muộn gì chúng ta cũng thành người một nhà. Chú Tống đừng nền quá khách sáo. Tống Khánh bằng kích động, cầm lấy chén trà, chị dâu nói rất đúng. Em xin dùng trà thay rượu, kính chị dâu một chén. Hoàng Tú Tú nâng ly nhiệt tình đáp lại. Không khí vô cùng ấm áp, cánh cửa căn phòng đột nhiên được đẩy ra. Một người đàn ông bước vào, đây là một người đàn ông trung niên mảnh khảnh trong bộ đồ vest. Hoàng gia thất tướng, bài danh vị trí thứ 5 là Hoàng Kỳ Đức. Cuộc nói chuyện trong phòng đột ngột dừng lại, người nhà họ Tống lập tức đứng dậy nhìn người vừa vào, vẻ mặt không giấu được vẻ phấn khích. Tống Khánh Bằng rất cao hứng, nếu không phải bởi vì mối lương duyên giữa đại ca và Hoàng Tiểu Thư, bọn hắn một nhà không có tư cách thỉnh mời vị Tống Ngũ gia này ăn tiệc rượu. Vị trí gia chủ của nhà họ Tống coi như đã được ổn định. Tống Khánh Bằng dựng eo đứng thẳng người, nhuệ khí của nhà họ Tống cũng không thể kém được. Ngũ gia, Tống Mục Dương bước lên, ta là Tống Mục Dương. Vào năm ngoái, tại Đại hội Doanh nghiệp Thiền Thành chúng ta đã từng gặp nhau. Hoàng Kỳ Đức mỉm cười gật đầu, xin chào, Tống tiên sinh, mọi người hãy ngồi xuống đi, không cần khách khí. Hoàng Kỳ Đức ngồi ở vị trí trung tâm nhất, ông ta liếc nhìn Hoàng Tú Tú bằng ánh mắt trìu mến, con gái tôi từ nhỏ đã nhút nhát và không giỏi giao tiếp với mọi người. Rất hiếm khi con bê gặp được ai đó mà nó thích, tôi hy vọng rằng người mà nó yêu cũng có thể đối xử tốt với nó. Tống Khánh Long lập tức đứng lên. Thần sắc nghiêm túc, thưa Tống Ngũ gia, cháu đối với Tú Tú vừa gặp đã yêu, Tú Tú có thể nhìn chúng cháu, chắc chắn là do cháu kiếp trước đã tu thân tích đức nhiều lắm, cháu nhất định sẽ đưa cô ấy nâng niu trong lòng bàn tay sủng ái. Hoàng Tú Tú sắc mặt ửng hồng, cúi đầu, ngượng ngùng nhéo nhéo tay Tống Khánh Long, trước mặt cha và nhiều người thế này. Anh có thể thu liễm lại một chút mà, Tống Khánh Long đau đến mức muốn khóc, anh ta biết rất rõ, Hoàng Tú Tú là người tập luyện võ thuật từ khi cô ấy còn nhỏ. Trong số những người bạn cùng trang lứa, cô ấy hiếm khi gặp phải đối thủ. Hoàng Kỳ Đức nhìn Tống Khánh Long tuấn tú lịch sự, vẻ mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Tuy rằng địa vị của nhà họ Tống kém xa nhà họ Hoàng, nhưng ở Thiền Thành, gia tộc nào có thể so sánh với nhà họ Hoàng. Sau khi Tống Khánh Long ngồi xuống, Hoàng Kỳ Đức bắt đầu hiểu được tình hình của nhà họ Tống. Luận tài năng và bản lĩnh, Tống Thiên Dương một nhà còn kém xa các người, nhưng tại sao Tống Thiên Dương lại là người đứng đầu nhà họ Tống? Hoàng Kỳ Đức lắc đầu, Tống lão gia tử, có chút mắt mở trăng. Nghe vậy, hai mắt Tống Mục Dương không khỏi sáng lên. Với câu nói này của Hoàng Kỳ Đức, không bao lâu nữa, vị trí của Tống gia gia chủ nhất định thay đổi. Điều nực cười hơn nữa là Tống Thiên Dương còn để người con gái đã có chồng là Tống Nhan quyến rũ Diệp Thiếu Hoàng, thiếu gia nhà họ Diệp. Tống Khánh Bằng cười lớn, đáng tiếc, người ta Diệp Thiếu gia không chút động lòng. Hơn nữa, Tống Nhan trượng phu. Không những là tên con rể ở nhờ, còn là một tên ngu ngốc.
Phong cách như vậy gần như hủy hoại hoàn toàn thể diện nhà họ Tống. Nhà họ Tống vị kia ở rể thật sự là kẻ ngốc. Hoàng Tú Tú tò mò. Đương nhiên, Tống Khánh Long cười cười, cầm ly rượu đứng lên, lấy trà thay rượu nâng ly với Hoàng Ngũ Gia. Hoàng Kỳ Đức mỉm cười và gật đầu. Không ai để ý rằng vào lúc này, trong một phòng của quán cà phê bên cạnh tại khách sạn Hoàng Đình, Sở Trần đã lấy ra hình người gấp bằng giấy bùa. Cửu huyền linh nhân thuật, chén trà trong tay Tống Khánh Long đột nhiên ném xuống đất, sau tiếng nổ, cái chén vỡ tan thành từng mảnh. Căn phòng bỗng nhiên im bặt, không ai nghĩ rằng Tống Khánh Long lại đột ngột quăng cái cốc của mình. Đại ca đây là quá cao hứng sao? Tống Khánh Long cười lớn, ta hôm nay thật sự vui vẻ, bởi vì cái gọi là trà không sai nhưng người tự say, ta Tống Khánh Long, Tống Khánh Long trìu mến nhìn Hoàng Tú Tú, tại sắc đẹp trước mắt, ta đã say rồi. Hoàng Tú Tú vô cùng ngại ngùng, Tống Mục Dương sắc mặt không khỏi biến sắc, cách thể hiện này của Tống Khánh Long quá lỗ mãng. Tống Mục Dương từ khóe mắt liếc nhìn Hoàng Kỳ Đức, trong lòng cũng là sững sờ, quả nhiên vẻ mặt của Hoàng Kỳ Đức không hấp dẫn lắm. Đại ca, Tống Khánh Hạc đột nhiên nhớ tới trước khi lên đường nhìn thấy ấn đường của đại ca hắn biến đen, sợ sẽ có sự tình bất lợi. Em trai à, đừng lo lắng. Tống Khánh Long vòng tay qua vai Hoàng Tú Tú, cười nói, bốn anh em chúng ta, từ nhỏ đến lớn đều có phúc cùng hưởng. Tục ngữ nói rất đúng, lợi hại không bằng con dâu, ăn ngon không bằng sủi cảo. Chờ sau khi kết hôn, hãy để chị dâu Tú Tú của các em, ngày nào cũng làm sủi cảo cho mọi người ăn. Có một sự im lặng chết chóc trong căn phòng, Tống Mục Dương trợn to mắt, trong lòng một trận ớn lạnh, lập tức lan tràn khắp cơ thể. Tống Khánh Hạc hai mắt nhìn chằm chằm Tống Khánh Long, hắn tính toán cho rằng Tống Khánh Long có điểm xấu. Nhưng không ngờ Tống Khánh Long lại đột nhiên nói ra những lời này. Đại ca, anh điên rồi sao? Tống Khánh Bằng cũng hoảng sợ, giọng nói run run, vội vàng nhìn Hoàng Tú Tú, chị dâu, anh trai uống nhiều quá, chúng ta không ăn sủi cảo. Hoàng Tú Tú cúi đầu liếc qua, dừng lại ở bả vai cô, đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay Khánh Long rồi dùng sức vặn mạnh. Cùng với tiếng hét của Tống Khánh Long, âm thanh chật khớp cực kỳ giòn giã vang lên khắp căn phòng. Tống Khánh Long, thật may là anh đã sớm lộ bản chất của mình. Hoàng Tú Tú một cước đá văng ra, Tống Khánh Long ngã nhào trên mặt đất. Cha, con xin lỗi, con đã làm mất thời gian của cha. Vẻ mặt của Hoàng Tú Tú u ám đến cực điểm. Một người con gái như cô ấy có lòng tự trọng cực cao trong phương diện tình cảm. Hoàng Tú Tú bước lên, nắm đấm như mưa của cô ấy dồn dập phướng về phía Tống Khánh Long. Không ai dám ngăn cản, và cũng không ai dám nói một lời. Người bên kia là con gái của Hoàng Ngũ Gia nhà họ Hoàng. Tống Mục Dương sắc mặt xám xịt như tro, còn tưởng được trèo lên cành cao, không thể ngờ vào lúc mấu chốt, Tống Khánh Long lúc này lại như bị chúng ta, nói hưu nói vượn linh tinh làm sự việc đổ bể hết, Khánh Long là bị chúng ta sao? Tống Mục Dương thì thào, môi vẫn còn run run. Chúng ta, Tống Khánh Hạc đột nhiên dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Tống Khánh Long còn vẫn bị đánh, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Đồng thời trong mắt hiện lên một tia hung quang, là vị kia đạo nhân của nhà họ Tống đã trở về. Hoàng Tú Tú ngay lúc này tung một đấm đánh vào mũi Tống Khánh Long, máu mũi vãng ra tứ tung. Tống Khánh Long hét lên, lúc này mới trở lại bình thường, vẻ mặt thất thần, Tú Tú, sao ngươi lại đánh ta? Hoàng Kỳ Đức đứng dậy, Tú Tú, đi thôi. Ông ta không có nói thêm nửa câu. Hoàng Kỳ Đức đưa Hoàng Tú Tú ra khỏi cửa căn phòng. Tống Khánh Long bị đánh đến nằm bất động trên mặt đất. Khánh Hạc, con vừa mới nói cái gì? Tống Mục Dương vội hoàn hồn, vẻ mặt khó chịu. Anh em Tống Khánh Hạc bước tới và đỡ Tống Khánh Long lên. Đại ca, anh có biết vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì không? Tống Khánh Hạc vội vàng hỏi. Mất gần 5 phút, Tống Khánh Long mới định thần lại. Đã xảy ra chuyện gì? Tống Khánh Long nghe mấy người thuật lại, sắc mặt chợt tái nhợt, môi run lên, làm sao có khả năng? Ta làm sao dám nói loại chuyện này trước mặt Tú Tú? Đại ca à, anh tại sao lại hành động hồ đồ vậy chứ? Tống Khánh Bằng như muốn khóc. Không phải anh cả hành động hồ đồ, mà là, có người ở sau lưng đã khống chế anh cả. Vẻ mặt Tống Khánh Hạc vừa âm trầm vừa sợ hãi. Vừa dứt lời, sắc mặt Tống Mục Dương liền biến đổi rõ rệt, lời con nói là thật sao? Kỳ môn tướng thuật, có lá bùa tiểu nhân thuật, ví dụ như con bái nhập phu thần môn, liền có hắc phu tiểu nhân thuật. Tống Khánh Hạc giọng nói run lên, chỉ có điều, chiêu thức của hắc phu tiểu nhân thuật quá khó, con học ba nám cũng không học được. Ý của con là vừa rồi Khánh Long cũng bị một chiêu thức tiểu nhân thuật tương tự khống chế.
Tống Mục Dương gắt gao siết chặt nắm đấm của hắn và nói, làm sao con chắc chắn rằng vị đạo sĩ kia đã trở lại? Bởi vì, tiểu nhân thuật cơ sở là điều khiển động tác cơ thể của con người, nhưng vừa rồi ngay cả lời nói của anh cả cũng dễ dàng bị khống chế. Tống Khánh Hạc run lên nói, con tin rằng ở Thiền Thành, người duy nhất có thể làm được điều này là Trương Đạo Trường, người đã ở nhà Tống Thiên Dương 5 năm qua. Bằng không, con làm sao mặc dù đã về nhà 3 năm nhưng không dám động thủ như vậy. Vị đạo trưởng kia tạo nghệ kỳ môn tướng thuật hơn con rất nhiều. Đều là tại con, Tống Khánh Bằng buồn bực, nếu không phải tối nay con xuất hiện trước mặt Tống Nhan trước khi chúng ta khởi hành thì bọn họ sẽ không biết. Hiện tại nói gì cũng vô dụng, về nhà trước, chúng ta tính kế lâu dài đi. Vẻ mặt Tống Mục Dương ảm đạm, xem ra, vẫn là dùng biện pháp của con để đối phó với bọn họ. Đôi mắt Tống Khánh ưng lóe lên sát ý, chỉ cần vị đạo trưởng kia vĩnh viễn biến mất, Tống Thiên Dương một nhà sẽ không còn gì uy hiếp nữa. Bóng đêm bao trùm xuống, Sở Trần trở lại ven Tống Hồ, dưới bóng trăng, múa sư tử nhảy nhót. Sở Trần tâm trạng khá tốt, dừng lại thưởng thức, trong số những người trẻ tuổi, thân thủ của Tống Thu khá là tốt. Sở Trần tự nhủ, khi Tống Tha từng lại nghỉ ngơi, cậu ta đi tới trước mặt Sở Trần, Sở Trần, tôi nghe nói đêm nay anh đã đi ra ngoài vài lần. Sở Trần liếc nhìn Tống Thu, tiền tiêu vặt 100.000 kim tệ. Chỉ đổi lấy một lần kêu là anh rể thôi sao, không có lần thứ hai đi. Anh ra ngoài xem chuyện phiếm. Sở Trần cười trả lời. Tống Thu hai mắt sáng rực lên, cậu ta lập tức hỏi, có chuyện gì sao? Tống Khánh Bằng khoe khoang trước mặt tôi rằng chị dâu của anh ta, tiểu thư nhà họ Hoàng, sắc đẹp như tiên nữ. Tôi nhịn không được đi khách sạn Hoàng Đình một chuyến để chiêm ngưỡng, không ngờ sự thật không như lời đồn. Sở Trần cười nói. Tống Khánh Long ở trong khách sạn Hoàng Đình nói lời thô lỗ với cô tiểu thư nhà họ Hoàng, bị người ta đánh cho không bỏ dậy được. Cuối cùng, Hoàng Ngũ gia cùng con gái liền tức giận bỏ. Tống Thu miệng mở lớn thành hình chữ O. Một lúc sau, cậu vội tỉnh táo lại, vô cùng hưng phấn, anh nói là thật sao? Sở Trần gật đầu, nếu cậu không tin, lúc nữa một nhà bọn họ trở về lìa biết à? Ha ha ha, Tống Thu cười lớn, xoay người rời đi, tôi đi thông báo tin vui đã. Tại phòng khách của biệt thự gia chủ, Tống Thiên Dương và những người khác đang ngồi uống trà để thảo luận xem nên làm gì tiếp theo sắp tới. Lễ khai trương Kim Than Thành là việc trọng đại nhất chúng ta cần quan tâm. Tống Thiên Dương nói, còn dược phẩm Bắc Trần, Nhan Nhan hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tín Bình, Chu Kiếm, hai con sẽ là những người tham gia cùng ta trong khoảng thời gian này nghiên cứu về tiến trình dự án hợp tác ba bên. Lâm Tín Bình gật đầu, vẻ mặt ai cũng lo lắng. Vào thời điểm này, Tống Mục Dương một nhà hẳn là đang gặp gỡ Hoàng Ngũ gia. Tống Vân cau mày, Tống Thiên Dương lòng bỗng trùng xuống. Cho dù bọn họ có cố gắng làm việc chăm chỉ, vô luận như thế nào đi chăng nữa, nếu Tống Mục Dương thật sự thông gia cùng Hoàng Ngũ gia, thì thân phận Tống gia gia chủ không thể nào cứu vãn nổi. Tô Nguyệt thở dài một hơi, tôi sẽ đi nói chuyện với Nhan Nhan một lần nữa, ít nhất, chúng ta cũng không thể để Diệp Thiếu gia quá thất vọng. Ngay khi Tô Nguyệt vừa bước chân ra ngoài nhà, Tống Thu đã lao vào với một nụ cười to. Tin tức tốt, Tống Mục Dương một nhà cùng Hoàng Ngũ gia đã trở mặt. Trong đại sảnh nhất thời sửng sốt, Tô Nguyệt không biết điều này, bà đi thẳng đến biệt thự nơi Tống Nhan ở. Nhan Nhan, hôm nay ta nhất định phải nhắc lại chuyện này. Tô Nguyệt nghiêm mặt nhìn Tống Nhan, không cho cự tuyệt, giọng nói trở nên sắc bén, nhà họ Tống đã leo lên nhà họ Hoàng, nếu chúng ta không làm như vậy sẽ không có biện pháp đối phó bọn chúng. Bọn họ nhất định sẽ dẫm đạp lên chúng ta, bất kể như thế nào, còn phải có quan hệ tốt với Diệp Thiếu gia. Mặc dù, nhà họ Diệp không thể nào so được với nhà họ Hoàng, nhưng Diệp Thiếu Hoàng là người thừa kế duy nhất của Diệp gia, chờ một chút. Sở Trần cảm giác mình không có tồn tại, trong tay vẫn là cầm chén trà, mẹ vợ à, con vẫn là một trong hai người lãnh đạo của Bắc Trần đó. Tô Nguyệt, Tống Nhan khuôn mặt cũng cảm thấy có chút ửng hồng. Bắc chờ người đứng đầu. Một con tàu chưa được hạ thủy, trong miệng Sở Trần nói re như là đã phát triển cực lớn rồi. Quá không biết xấu hổ, Tô Nguyệt có chút tức giận, nhìn chằm chằm Sở Trần, cậu đang tự hào bị Hạ Bắc nhìn chúng sao? Đây chính là sỉ nhục của nhà họ Tống, là trò cười của toàn bộ Thiên Thành. Sở Trần nhấp một ngụm trà nói, thế mang một người phụ nữ đã có chồng đi lấy lòng Diệp Thiếu gia, điều đó thì đáng tự hào sao? Cậu, Tô Nguyệt không ngờ rằng Sở Trần còn có thể nói lại mình. Tức giận nhìn chằm chằm Sở Trần, thế cậu thì đủ tư cách làm chồng của Nhan Nhan à? Ta nôi cho cậu biết, trong bữa tối sinh nhật của Nhan Nhan, cậu cũng đã xúc phạm Tống Khánh Bằng,
bây giờ nhà họ đã leo lên nhà họ Hoàng, cậu sắp tới hãy chờ đợi những gì sẽ tới với mình đi. Nhà họ Hoàng cũng không nhất thiết sẽ coi trọng bọn họ đi. Sở Trần thốt ra, sẽ không coi trọng, Tô Nguyệt chế nhạo, tối nay, Hoàng Ngũ gia đã mở tiệc mời gia đình bọn họ tại khách sạn Hoàng Đình. Tống Nhan Nhan lại mày, có tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ tầng dưới. Vẻ mặt Tống Thu như được tiếp thêm sinh lực, bật ra một tràng cười lớn, tôi đã nhìn thấy cả nhà chú hai trở về với vẻ mặt ủ rũ rồi, Tống Khánh Long mặt mũi còn bị thương bầm dập, rõ ràng là bị đánh. Cái gì? Tô Nguyệt ngạc nhiên, như mọi người đã biết, chú hai định trèo lên cành cao của nhà họ Hoàng, ngược lại đã đắc tội với nhà họ Hoàng trong bữa tiệc tối nay, Tống Thu không khỏi trêu chọc, chế giễu. Thật vậy sao? Tống Nhan không khỏi đứng lên. Tống Thu thay vào đó là sửng sốt, chị ba, không phải Sở Trần đã nói chuyện này với chị rồi sao? Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần, anh có biết chuyện này không? Vẻ mặt Tô Nguyệt biến ảo, không nói lời nào, xoay người đi xuống lầu. Tại sao mẹ lại khó chịu vậy? Tống Thu khó hiểu, sau khi Tống Thu rời đi, Tống Nhan không khỏi nhìn Sở Trần từ trên xuống dưới. Trực giác nói cho cô biết chuyện này có liên quan đến Sở Trần. Nhưng mà bên kia là nhà họ Hoàng, còn là ở khách sạn Hoàng Đình, cho dù Sở Trần có năng lực đến mấy, cũng không có khả năng can thiệp vào chuyện này. Càng chưa nói, cái tên Sở Trần này chỉ biết may may vá vá. Anh chạy ra ngoài khi nào? Tống Nhan hỏi. Anh không phải đã nói rồi sao, anh nhất định phải vẽ một vòng tròn bùa chú để nguyền rủa bọn họ. Không gian trong phòng ở nhà quá nhỏ quá không thể thi triển được. Sở Trần cười cười, vẻ mặt vui vẻ, hiện tại xem ra hiệu quả thật ngoài mong đợi. Tống Nhan trợn tròn mắt, nói tiếng người đi, Sở Trần nghiêm mặt gật gật đầu, nói anh gấp một lá bùa giấy hình người, liền dùng tiểu nhân thuật khống chế hành động Tống Khánh Long, này phu nhân, em sao lại trở về phòng. Dầm. Cửa phòng của Tống Nhan đã đóng lại, toàn nói bậy bạ, trong phòng, Tống Nhan ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhìn ngắm mình trong gương, Tống Nhan bắt đầu ngẩn người ra, Sở Trần, rốt cuộc là người như thế nào? Chỉ trong 2-3 ngày, Sở Trần đã hoàn toàn lật đổ hình tượng ngốc nghếch 5 năm qua trong suy nghĩ của Tống Nhan. Mặc dù trong miệng Sở Trần không có lời nào đáng tin cậy, nhưng Tống Nhan đã tỉ mỉ suy nghĩ một chút, bắt đầu từ bữa tối sinh nhật của cô ấy, hết thảy phát sinh sự tình. Dù là nhìn thì rất tồi tệ, nhưng cuối cùng thu về lợi ích vẫn là cô. Cô không còn bị bắt nạt, cô có toàn quyền phụ trách cho công ty dược phẩm Bắc Trần. Tất cả điều này dường như đã thay đổi vì Sở Trần. Mặt trời mọc, Sở Trần và Tống Nhan cùng nhau bước ra khỏi biệt thự. Có tiếng trống truyền đến từ đằng xa, từng con sư tử đang múa may trên mai hoa thung. Tiểu Thu thân thủ không tệ, cậu ấy học được từ ai? Sở Trần nhíu kỳ hỏi một tiếng. Hắn từ nhỏ thích đấm đá công phu quyền cước, bái nhập quần anh võ quán. Tôi nghe nói rằng khả năng lĩnh ngộ của nó khá tốt, nhưng cha tôi không thích điều đó, Tống Nhan nói. Sở Trần gật đầu, Tống Thu là con trai duy nhất dưới gối của Tống Thiên Dương. Tống Thiên Dương đương nhiên hy vọng rằng cậu ta sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình thay vì theo con đường đánh đánh đấm đấm. Trong khoảng thời gian này, có thể nói Tiểu Thu đây là lần đầu tiên cậu ấy danh chính ngôn thuận luyện công phu ở nhà. Tống Nhan nói. Cha rất coi trọng buổi lễ khai trương của tòa nhà Kim Than Thành. Nhân tiện, anh cảm thấy, bức chữ mà Hạ Bắc Thiếu gia tặng cho anh có thể được chọn là Thanh, không? Ông nội rất xem trọng vấn đề này. Đến lúc đó Tiểu Thu sẽ lấy nó xuống, không phải chúng ta sẽ rõ gạch dưới n sao? Sở Trần bật cười, Tống Nhan thở dài, cuộc thi quá lớn. Có rất nhiều võ quán có danh tiếng đứng phía sau hỗ trợ các gia tộc. Trong cuộc thi đoạt, Thanh, này... Thậm chí nhiều quán chủ võ quán sẽ đích thân ra sân. Bà xã à, anh muốn thương lượng chuyện này với. Sở Trần đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghiêm túc hỏi Tống Nhan, em có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Tống Nhan nghe vậy giật mình, lập tức cảnh giác nhìn Sở Trần, anh hỏi vấn đề này làm gì? Bây giờ có một cơ hội để em có thể nhân số tiền gửi của mình lên 20 lần. Sở Trần nói, hãy quyết định nhanh nào, bây giờ hoặc không bao giờ. Tống Nhan nhìn Sở Trần khó hiểu. Anh nghe nói Hoàng Thiếu gia mở điểm cá cược và kêu gọi mọi người đặt cược xem ai có thể đạt giải quán quân trong cuộc thi đoạt the nhờ Kim Than Thành. Sở Trần mỉm cười, tối hôm qua Hạ Bắc đã gọi cho hắn để báo về tin tức của điểm chấp các đội, tỷ lệ thắng của nhà họ Tống là 1-20. Miệng Tống Nhan nhẹ nhàng khẽ giật, cô ấy không có hứng thú với mấy loại cờ bạc này. Huống chi, như cô vừa nói xong việc giành chức vô địch khó khăn như thế nào. Tống Nhan lái xe ra ngoài. Hướng tới tòa nhà Kim Than Thành đi. Đi được nửa đường,
Di động của Sở Trần vang lên. Sở Trần à, anh cậu vừa đặt cược xong rồi. Giọng Hạ Bắc vang lên, tôi mua nhà họ Hoàng là đội giành chiến thắng, ha ha ha. Cậu nói cậu có phải hay không là đồ ngốc, cậu là con rể nhà họ Tống nên lạc quan về nhà họ Tống cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà, cậu phải căn cứ tình hình thực tế phân tích đi, anh tiết lộ cho cậu một tin tuyệt mật, cuộc thi múa sư tử lần này, đại diện cho nhà họ Hoàng, chính là sư phụ Hoàng Thế Hùng. Sư phụ Hoàng Thế Hùng chính là người đã giành chức vô địch trong cuộc thi võ thuật toàn quốc năm ngoái. Hơn nữa, võ sư Hoàng Thế Hùng từ nhỏ đã học múa sư tử, là một trong những sư vương nổi tiếng nhất ở Thiền Thành. Lần này, ông ấy giành quán quân 10 phần đã chắc 9 phần. Sở Trần liếc nhìn Tống Nhan đang lái xe bên cạnh, do dự một lúc, anh Bắc, anh ngày hôm qua nói về điểm chấp là thật không? Đương nhiên, mặc dù tỷ lệ đặt cược nhỏ một chút, nhưng mà thập phần chắc chắn. Cơ hội này, vẫn là đặt cược vào nhà họ Hoàng. Hạ Bắc nói, vậy giờ anh đặt cược giúp cậu nhé. Không, tôi vẫn muốn đặt cược khô nhà họ Tống, Sở Trần nói. Cái gì, đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Hạ Bắc vang lên, Tiểu Trần, cậu không phải nói đùa chứ. Chút tiền lẻ như vậy, coi như mua vui là được. Sở Trần nói, tôi cầu phú quý trong hiểm nguy, biết đâu em vợ tôi có thể lập lên kỳ tích. Hạ Bắc, sau khi Sở Trần cúp điện thoại, Tống Nhan không nhịn được hỏi, anh tìm Hạ Bắc để vay tiền à? Anh Bắc rất nhiệt tình và khăng khăng yêu cầu anh phải cùng đặt cược một chỗ, anh liền theo cùng luôn. Sở chờ lỡ đánh, Tống Nhan gật đầu, trầm mặc một lúc, thật ra anh không cần mượn tiền, thẻ tôi đưa cho anh lần trước bên trong có một số tiền mà. Sở Trần vỗ đầu, nếu bà xã anh không nói thì anh suýt chút nữa đã quên mất. Tống Nhan hỏi một tiếng, NH đặt cược bao nhiêu để mua đội múa sư tử nhà họ Tống chiến thắng? Anh có thể mang số tiền tôi đưa cho trả lại Hạ Bắc. Cũng liền 100 vạn tệ. Tống Nhan đạp mạnh phanh lại, dừng ngay tại đèn xanh đèn đỏ trước mặt, quay đầu nhìn chằm chằm Sở Trần, tựa như đang nhìn một người mất trí vậy. Sở Trần cả kinh, bà xã à, thẻ em đưa cho anh có bao nhiêu? Tống Nhan đột nhiên cảm thấy Sở Trần nhất định là một kẻ mất trí trước khi biến thành kẻ ngốc. Nếu không, làm sao anh ta có thể hỏi mượn nhà Bắc thiếu ra 100 vạn tệ để đặt cược chôn hà họ Tống chiến thắng trong cuộc thi múa sư tử. Điều đó tương đương với việc trực tiếp vứt bỏ 100 vạn tệ. Tòa nhà Kim Than Thành nằm ở khu vực thịnh vượng nhất của Thiền Thành. Xe chạy vào bãi đậu xe, Sở Chờ và Tống Nhan kề vai đi lên. Trước khi đến, Tống Nhan đã liên hệ với người phụ trách của tòa nhà Kim Than Thành, người đã đợi sẵn ở sảnh tầng 1 để chờ. Giám đốc Hoàng, tôi là Tống Nhan. Tống Nhan bước tới, trong tòa nhà Kim Than Thành, phàm là những người có họ Hoàng đều đại diện cho thân phận con cháu nhà họ Hoàng. Giám đốc Hoàng mỉm cười gật đầu, ánh mắt không biết cố ý hay vô ý liếc nhìn Sở Trần đang đứng bên cạnh Tống Nhan. Anh ấy là chồng tôi, Sở Trần. Tống Nhan giới thiệu, Sở tiên sinh, giám đốc Hoàng lịch sự cười, sau đó hít vào thở dài một cái, thật đáng tiếc. Sở Trần khẽ nhướng mày. Giám đốc Hoàng đưa hai người vào thang máy, ấn xuống một cái tầng, tòa nhà Kim Than Thành có 36 tầng. Tống tiểu thư yêu thích nhìn chúng là văn phòng làm việc ở tầng 21. Nhắc tới cũng thật tình cờ, nghe nói nhà họ Diệp cùng Tống tiểu thư có chút vãng lai, quan hệ không tệ. Từ tầng 22 đến tầng 26 của tòa nhà Kim Than Thành đều do nhà họ Diệp thuê. Tống Nhan một đường nghe không nói gì. Nhân tiện, tầng 20 là văn phòng làm việc của Dược Phẩm Tiền Thị. Giám đốc Hoàng cười, đó chính là đối thủ cạnh tranh của Tống tiểu thư. Sở Trần liếc mắt nhìn, vẻ mặt của giám đốc Hoàng này tràn đầy khinh thường, những lời này mang đầy vẻ giễu cợt. Tòa nhà Kim Than Thành là đại diện cho trung tâm kinh doanh của Thiền Thành. Bất cứ ai chọn tòa nhà Cầm Than Thành làm trụ sở đều là đại diện của những doanh nghiệp có tên tuổi trong ngành. Nhưng Tống Nhan hiện chỉ đại diện cho một công ty dược phẩm thậm chí còn chưa được đăng ký. Dám chọn tòa nhà Kim Than Thành làm điểm xuất phát, tầng trên là nhà họ Diệp, người có ân oán với nhà họ Tống, tầng dưới là đại gia tộc về dược phẩm ở Thiền Thành, Dược Phẩm Thiền Thị. Tuy nhiên, thái độ của người giám đốc Hoàng này lại khiến Sở Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Sự lựa chọn của Tống Nhan dường như không liên quan nhiều đến hắn, hắn không cần thiết phải giễu cợt nhiều như vậy. Bà xã, em có quen giám đốc Hoàng này trước đây không? Sở Trần hỏi Tống Nhan sau khi đến tầng 21. Tống Nhan lắc đầu, đây là lần đầu tiên gặp mặt. Sở Trần liếc nhìn giám đốc Hoàng đang đứng cách đó không xa. Miệng thật sự rất thối. Tống Nhan nháy mắt, nói cho cẩn thận. Giám đốc Hoàng này ở tòa nhà Kim Than Thành này quyền lực không hề nhỏ. Tống Nhan nhìn qua một lần,
đối với nơi này ngược lại vô cùng hài lòng. Tới đầu cầu thang, đột nhiên có người đi lên. Giám đốc Hoàng, tôi nghe nói có người ở tầng này sắp mở công ty chế dược. Giọng một thanh niên vang lên. Giám đốc Hoàng cười, hóa ra là thiếu gia của Tiền Thị tới đây. Người thanh niên này tên là Tiền Bộ Thiệu, thiếu gia của dược phẩm Tiền Thị. Tiền Bộ Thiệu nhìn Tống Nhan, đôi mắt hắn ta sáng lên một chút, hắn bước tới với nụ cười và đưa tay ra, vị này chắc hẳn là Tống Nhan tiểu thư a. Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, bảo sao Diệp thiếu gia lại nhìn chúng. Tống Nhan cau mày, một bàn tay duỗi ra nắm lấy tay Tiền Bộ Thiệu, tôi tên là Sở Trần, bà xã của tôi bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, trước giờ không có bắt bàn tay bẩn. Đôi mắt Tiền Bộ Thiệu lạnh lùng liếc, lập tức buông ra, nhìn chằm chằm Sở Trần, anh xem ra vận khí còn rất tốt, nhưng tôi không biết hôm nay sẽ thế nào. Trước khi ra khỏi cửa tôi đã tự tính cho mình, đại cát đại lợi. Sở Trần mỉm cười, Vinh Đông nói, Diệp Thiếu đã ra lệnh rằng chúng ta sẽ không đối phó với anh trong thời gian này. Tiền Bộ Thiệu đứng bên cạnh Sở Trần trầm giọng nói, bất quá, Vinh Đông tên này sắp phát điên, ngay cả người thân cũng không nhận. Nhục nhã trước mặt mọi người ở khách sạn Hoàng Đình, Vinh Đông sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. À mà, vừa rồi Vinh Đông vẫn còn đang uống trà trong phòng làm việc của tôi, nên tôi không biết anh ấy sẽ đi đâu. Tống Nhan đã nghe những lời của Tiền Bộ Thiệu, sắc mặt của cô hơi thay đổi. Tiền Bộ Thiệu nhìn Tống Nhan, thở dài và lắc đầu, tiểu thư Tống Nhan, nếu cô đi theo Diệp thiếu gia, so với người này không phải mạnh hơn gấp trăm lần à? Anh có biết tại sao Vinh Đông bị đánh không? Sở Trần nhỏi một tiếng, Tiền Bộ Thiệu nhìn sang Sở Trần, giọng điệu thờ ơ, thế anh nói một chút đi, là vì sao? Sở Trần nheo mắt cười, một bước đi tới và giơ lòng bàn tay lên hướng đến. Ba, một cái tát mạnh vang dội, trực tiếp tát vào mặt Tiền Bộ Thiệu, hắn ta lảo đảo lùi lại mấy bước. Sở Trần, Tống Nhan kêu lên, sắc mặt thay đổi, tên này làm sao lại đánh người rồi? Giờ thì anh biết tại sao rồi đó. Sở Trần cười, hắn cũng giống anh, miệng đều bốc mùi. Tiền Bộ Thiệu che mặt lại, đôi mắt nhướng lên với sự tức giận, nhìn chằm chằm vào Sở Trần, thằng chó chết, mày thế mà dám động thủ. Tiền Bộ Thiệu cảm giác như không thể chịu nổi cái tát trực tiếp vào mặt này, liền lao về phía trước mà không hề cân nhắc chênh lệch thực lực. Sở Trần nhấc chân, đá Tiền Bộ Thiệu ngã nhào xuống đất, giờ tao động chân nữa đây. Anh làm gì vậy? Giám đốc Hoàng cuối cùng cũng có phản ứng, tức giận và lao về phía trước. Ở tòa nhà Kim Than Thành mà dám động thủ đánh nhau. Các ngươi không để nhà họ Hoàng vào mắt sao? Sau khi dứt lời, vẻ mặt của Tống Nhan biết sắc nhanh chóng. Thể diện nhà họ Hoàng Lở Thiền Thành này, ai mà không dám cho? Lời của giám đốc Hoàng trọng lượng không hề nhỏ. Giám đốc Hoàng đỡ Tiền Bộ Thiệu dậy, Tiền thiếu gia, cậu không sao chứ? Tiền Bộ Thiệu kìm nén đau đớn, trong mắt tràn đầy sự tức giận nhìn Sở Trần chằm chằm. Chỉ là một tên con rể ngu ngốc ở nhà họ Tống mà dám động thủ với tao. Giám đốc Hoàng, ngày hôm nay anh không sẽ xử lý chuyện này, thì đích thân tôi sẽ tự giải quyết. Chuyện xảy ra ở tòa nhà Kim Than Thành đương nhiên là việc của nhà họ Hoàng. Sở Trần nói, anh định giải quyết chuyện này như thế nào? Ngay lập tức, giám đốc Hoàng lấy máy bộ đàm ra, nói vài câu rồi thông báo cho bảo vệ của tòa nhà Kim Than Thành đến. Tống Nhan vừa định nói thì Sở Trần đã trực tiếp nắm lấy tay cô. Bà xã, đừng căng thẳng, chuyện này chúng ta không phải người sai. Tống Nhan muốn khóc không ra nước mắt, đây là vấn đề đúng sai sao? Đương nhiên, cô tự nhiên có thể nhận ra rằng Tiền Bộ Thiệu đang cố tình khiêu khích Sở Trần. Ngay từ đầu, giọng của giám đốc Hoàng đã tỏ ra giễu cợt và mỉa mai. Chuyện xảy ra ngày hôm nay rất có thể là bọn họ đã cùng nhau đạo diễn một vở kịch hay. Để Sở Trần đắc tội với nhà họ Hoàng, Sở Trần nhìn giám đốc Hoàng, anh có biết tôi là ai không? Giám đốc Hoàng sửng sốt, sau đó chế nhạo, anh rất là nổi tiếng, tôi nghĩ tôi biết. Biết thì tốt, Sở Trần cười, nếu là vợ anh bị lời nói làm nhục, anh có thể chịu được không? Giám đốc Hoàng cau mày, lập tức lạnh lùng nói, Tiền thiếu gia không oán không thù với anh, cậu ấy có thể nói chuyện sỉ nhục gì? Sở Trần, để tôi nói cho anh biết, chưa từng có ai dám khiêu chiến trong tòa nhà Kim Than Thành này, anh có biết không? Tôi rất vinh dự là người đầu tiên ở tòa nhà Kim Than Thành làm điều này, Sở Trần nói. Vẻ mặt của giám đốc Hoàng chìm xuống. Dường như Sở Trần không có ý định tự mình đưa ra lời giải thích. Tiền Bộ Thiệu ánh mắt càng lúc càng lạnh, bị Sở Trần đá một cước, vẫn còn hơi đau nhức. Nếu như vậy, giám đốc Hoàng, nơi này là tòa nhà Kim Than Thành, tôi cũng không tiện ra tay, hãy ném hắn ra khỏi tòa nhà Kim Than Thành, chuyện này cũng kết thúc.
Một câu nói hời hợt, Tống Nhan cau mày, trong tiềm thức tiến lên, che chở cho Sở Trần. Công ty dược phẩm Bắc Trần chuẩn bị khởi nghiệp tại tòa nhà Kim Than Thành, lúc nãy Sở Trần có khả năng sẽ bị bảo vệ của tòa nhà Cầm Than Thành đánh một trận và ném ra khỏi tòa nhà Kim Than Thành, từ nay về sau, liệu anh ta còn mặt mũi nào mà đặt chân đến nơi này? Sớm biết sẽ thế này, tôi liền đem Tiểu Thu đi cho rồi. Tống Nhan thì thào nói. Sở Trần mỉm cười và bình tĩnh nói, bà xã, anh có khả năng chiến đấu rất tốt đó. Tống Nhan, cô ấy đã thấy Sở Trần tấn công Diệp Thiếu Hoàng và Vinh Đông bằng một cái thùng rác, nhưng nhiều nhất chỉ là một thân cậy sức khỏe. Còn các nhân viên bảo vệ của tòa nhà Kim Than Thành, không cần phải suy nghĩ họ đều là những người giỏi nhất trong số những tay đấm đá cự phách. Tống Nhan lấy điện thoại di động ra, cô muốn gọi cảnh sát. Đây là cách duy nhất cô có thể nghĩ ra để cứu Sở Trần. Sở Trần đưa tay ra ngăn cản cô, để anh gọi điện cho Bắc Ca. Tống Nhan gật đầu, Sở Trần không có trốn, trực tiếp dùng điện thoại gọi điện cho Hạ Bắc. Gọi điện thoại câu cửu sao? Tiền Bộ Thiệu cười đùa, dường như quên đi đau đớn trên người, đã phạm sai lầm trong tòa nhà Kim Than Thành thì giờ có gọi ai cũng vô ích. Không ai dám quản chuyện của nhà họ Hoàng, có muốn quản cũng không được. Tôi có nghe nói là con rể nhà họ Tống, thế nhưng anh ta bị thiếu gia nhà họ Hạ ở Dương Thành nhìn chúng a. Một giọng nói đột nhiên truyền đến. Vinh Đông bước tới mang theo vẻ mặt giễu cợt và đầy trêu tức, Sở Tiểu Mật, mày còn có điều không biết, nhà họ Hạ không thể quản được chuyện của nhà họ Hoàng. Mày đánh nhau ở tòa nhà Kim Than Thành, tức là đã tát thẳng vào mặt nhà họ Hoàng. Sở Trần nhìn qua mỉm cười, Đông Vinh thiếu gia, quả nhiên ở đây nha. Khuôn mặt của Vinh Đông tối sầm lại, bổn thiếu là họ Vinh tên Đông. Nếu như tôi nhớ không lầm, tại khách sạn Hoàng Đình, thiếu gia Đông Vinh đã đích thân nói rằng, nếu tôi bước ra được khỏi khách sạn Hoàng Đình một cách bình an vô sự, thì sẽ viết ngược tên của anh. Sở Trần nói, hôm nay anh có muốn hay không đánh cuộc một lần nữa để xem tôi có thể ra khỏi tòa nhà Kim Than Thành một cách an toàn hay không? Một tia sáng dữ dội xẹt qua mắt Vinh Đông. Hắn sẽ không bao giờ quên được nỗi nhục nhã mà hắn phải chịu tại khách sạn Hoàng Đình. Mày cũng biết đây là tòa nhà Kim Than Thành. Vinh Đông nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Trần, bảo an tòa nhà sẽ sớm tới đây. Tao hy vọng đến lúc đó miệng lưỡi mày vẫn còn cứng rắn được như bây giờ. Cuộc điện thoại của Sở Trần đã được kết nối. Cửa thang máy lúc này cũng được mở ra, và nhân viên bảo vệ bước nhanh vào trong. Đôi mắt của Vinh Đông và Tiền Bộ Thiệu đều lộ ra vẻ chế giễu vui vẻ. Cùng nhau chờ đợi xem trò hay. Tống Nhan lo lắng nắm lấy góc áo của Sở Trần. Anh Bắc, Sở Trần nói, tôi đang ở tòa nhà Kim Than Thành. Anh nói một tiếng với Hoàng Ngọc Hải giúp tôi. Hiện tôi đang ở tòa nhà Kim Than Thành của nhà anh ấy và đang nói chuyện phiếm với Giám đốc Hoàng. Sở Trần lời nói vừa rơi xuống, Giám đốc Hoàng con ngươi không khỏi đột nhiên rụt lại. Hắn biết rằng Sở Trần gọi điện cho Hạ Bắc hay nhà họ Hoàng, hắn hoàn toàn không để ý. Nhưng hắn không ngờ rằng mình lại nghe thấy một cái tên khác trong miệng Sở Trần, Hoàng Ngọc Hải. Thiếu gia nhà họ Hoàng đã xa nhà mấy năm, lần này trở về nhưng lại được lão gia tử vô cùng yêu thích. Bên kia điện thoại. Hạ Bắc cũng lộ ra vẻ sững sờ, sau đó thì thào nói, Tiểu Trần, cậu có phiền phức gì không? Để anh đưa người đến đó ngay. Không cần đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ. Sở Trần mỉm cười, chỉ cần Bắc Ca gọi điện thoại chuyển lời tới Hoàng Ngọc Hải những em vừa nói là được. Sở Trần cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn xung quanh, tới rất nhanh a, Giám đốc Hoàng, tôi nghĩ anh có thể đợi một lát, có lẽ sẽ có cuộc điện thoại tìm anh đó. Giám đốc Hoàng tỏ ra ngập ngừng một lúc. Nếu Sở Trần chỉ là con rể nhà họ Tống, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu dính dáng tới thiếu gia Hoàng Ngọc Hải, người khác không thể kiểm soát được chuyện của nhà họ Hoàng, nhưng người nhà họ Hoàng lại có thể được. Hừ, hắn ta chẳng qua là muốn mượn mối quan hệ với Hạ Bắc thôi. Vinh Đông nhấn giọng nói, Hoàng thiếu gia không có khả năng để ý tới chuyện này. Tiền Bộ Thiệu cũng dán chặt mắt vào Sở Trần, Tống Nhan còn ngạc nhiên hơn. Sở Trần này có quan hệ với Hạ Bắc. Ngày hôm qua nói cùng Diệp Thiếu Hoàng tán gẫu, hôm nay lại quen biết thiếu gia nhà họ Hoàng, nhân duyên của hắn cũng quá là tốt đi. Giám đốc Hoàng im lặng trong khoảng một phút, đột nhiên, điện thoại trong túi anh ta vang lên. Khuôn mặt của Vinh Đông và những người khác đồng thời thay đổi, trái tim của họ đập mạnh. Đối phó với một tên Sở Trần, thật sự có thể đánh động tới Hoàng thiếu gia sao? Giám đốc Hoàng lấy điện thoại di động ra nhận nghe cuộc gọi, giọng nói của anh ta đột nhiên cung kính, Ngọc Hải thiếu gia. Giám đốc Hoàng bước nhanh qua một bên, đó thực sự là cuộc gọi của Hoàng Ngọc Hải. Tống Nhan ở lại, nhẹ nhàng kéo Sở Trần,
thấp giọng nói, anh thật sự quen biết Hoàng thiếu gia sao? Sở Trần quay đầu lại cười, anh đi quán Ba Thiên Hào không phải đã nói cho em biết rồi sao? Anh đánh Hoàng thiếu gia một trận, vị kia Hoàng thiếu gia chính là Hoàng Ngọc Hải. Tống Nhan ngẩn ra, da đầu tê dại một hồi. Điên rồi, Sở Trần thực sự phát điên rồi. Vậy mà anh còn bảo Hạ Bác thông báo cho Hoàng Ngọc Hải, anh thật sự là Tống Nhan muốn khóc không ra nước mắt, hôm nay bị đánh chạy không thoát được. Giám đốc Hoàng bước lại với vẻ mặt phức tạp, nhìn Sở Trần một cái, hít một hơi thật sâu, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Sở thiếu gia, thực sự là hiểu lầm, thiếu gia Ngọc Hải nói, cho tôi thay mặt ngài ấy xin lỗi thiếu gia. Vinh Đông lập tức sửng sốt, trợn to mắt đến cực điểm. Tiền bộ Thiệu thân thể kịch liệt run lên, Sở Trần thật sự có quan hệ với Ngọc Hải thiếu gia. Tiền bộ Thiệu cùng Vinh Đông ung hăng nhìn nhau một cách dữ dội. Hôm nay Vinh Đông đến văn phòng của hắn ta và nói rằng hắn muốn báo thù Sở Trần, nhưng Sở Trần chỉ là con rể của nhà họ Tống, Tiền bộ Thiệu đương nhiên sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng bây giờ, ngay cả thiếu gia nhà họ Hoàng cũng phải kinh động. Tiền bộ Thiệu và Vinh Đông bỏ đi trong tuyệt vọng, không dám nói nhiều thêm một lời. Tống tiểu thư, nếu cô nhìn chúng căn này cô có thể liên hệ với tôi. Nhân tiện, về giá cả, còn có thể được chiết khấu nhiều hơn một chút. Thái độ của giám đốc Hoàng hiển nhiên đã thay đổi, đồng thời hắn cũng dẫn toàn bộ nhân viên bảo an rời đi. Tống Nhan cảm giác mơ mộng nhéo nhéo Sở Trần cánh tay, đau không? Sở Trần lắc đầu, không đau. Tống Nhan dùng sức véo chính mình, thở nhẹ âm thanh, cau mày trừng mắt nhìn Sở Trần, đồ lừa đảo. Tống Nhan không thể tin rằng một cuộc xung đột lớn gần như nổ ra hôm nay lại dễ dàng giải quyết như vậy. Chưa từng có ai dám gây sự trong tòa nhà Kim Than Thành, Sở Trần đã đánh người, thế nhưng còn bình an vô sự. Nhà họ Hoàng, mặt Hoàng Ngọc Hải xa sầm, anh ném điện thoại sang một bên. Sở Trần, cái tên này, trong đáy lòng Hoàng Ngọc Hải, hắn hận đến tận xương tủy. Quỳ ở quán Ba Thiên Hào, Hoàng Ngọc Hải nằm mơ cũng muốn rửa nhục. Nhưng Hoàng Ngọc Hải là một người đã tiếp xúc với thế giới kỳ môn, anh ta không dám hành động hấp tấp khi không chắc chắn có thể đối phó với Sở Trần. Nếu Sở Trần cố tình bị gây khó dễ ở tòa nhà Kim Than Thành, Sở Trần nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Hoàng Ngọc Hải không muốn đội cái chậu này. Hơn nữa, Hoàng Ngọc Hải không nghĩ rằng với thực lực của Sở Trần, các nhân viên bảo vệ của tòa nhà Kim Than Thành có thể là đối thủ của anh ta. Ca, Sở Trần này thật sự rất lợi hại sao? Người ngồi bên cạnh Hoàng Ngọc Hải quả nhiên là Hoàng Tú Tú, ngay cả anh cũng sợ hắn. Có muốn em gái đánh hắn một trận, xả giận cho anh không? Không phải hoàn toàn là kiêng kỵ. Hoàng Vũ Hải lắc đầu, đối phó với người như Sở Trần, em hoặc là phải bất động, muốn động thủ thì phải hao tồn toàn bộ sức lực làm cho hắn không còn thực lực báo thù, nếu không, hắn đương nhiên không phải là đối thủ của nhà họ Hoàng. Nhưng nếu hắn chọn cá chết lưới rách thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Kỳ môn thuật không gì có thể ngăn cản được. Hoàng Tú Tú đưa tay ra và vỗ nhẹ vào vai Hoàng Ngọc Hải. Hoàng Ngọc Hải vô ý thức chìm xuống, đau đến nhe răng trợn mắt. Nhìn xem, ca ca của ta học mấy năm ở kỳ môn, còn không phải không đỡ được một trưởng của Tú Tú. Hoàng Ngọc Hải cười khổ, em cho rằng ai cũng tài giỏi như em, thiên phú dị bẩm, võ học kỳ tài. Nhưng Tú Tú, em không thể dễ dàng xuất thủ ở bên ngoài, em chính là quân bài tẩy trong tay cha của em. Vào thời khắc mấu chốt sẽ làm cho toàn bộ mọi người thất kinh. Thế hệ trẻ của Thiền Thành không tìm được người, có thể trong tay em tiếp được quá năm chiêu. Khóe miệng Hoàng Tú Tú hơi nhếch lên, nàng quả thực cũng có tự tin như thế. Tóm lại, khi nào cần em đánh tên Sở Trần đó, chỉ cần nói một tiếng. Hoàng Ngọc Hải gật gật đầu, híp mắt lạnh lùng còn hai ngày nữa, buổi lễ múa sư tử đoạt thanh sẽ bắt đầu. Đến ngày đó, trưởng bối trong sư môn của ta sẽ xuất hiện. Hai Hoàng Ngọc Hải nghĩ đến đoạt, thanh, trong buổi lễ múa sư tử, lão gia tử đã chọn bức của Sở Trần. Thời điểm đoạt, thanh, một khắc này, chắc hẳn đối với Sở Trần là lúc phong quang nhất. Ánh mắt Hoàng Ngọc Hải càng lúc càng lạnh, nhưng mà, có lẽ, đó cũng là lúc hắn ngã xuống đến mức vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được. Tòa nhà Kim Than Thành, tầng 21, Sở Trần nhìn về phía xa, những lá cờ sặc sỡ bay phấp phới. Đó là Kim Than Thành, phải không? Sân khấu đều đã được dựng lên, Sở Trần nói. Đôi mắt Tống Nhan cũng nhìn qua, đồng tử hơi co lại, vẻ mặt lo lắng, tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhìn không rõ, nhưng quảng trường sân khấu Thái Thanh rất cao. Chiều cao của sân khấu Thanh Thanh ít nhất cũng phải 10 mét. Đôi môi Tống Nhan khẽ run lên, đến lúc đó cạnh tranh chắc sẽ rất khốc liệt. Hai người đã thảo luận xong chưa? Sở Trần hỏi, Tống Nhan gật đầu,
chỉ cần thảo luận thêm các chi tiết cụ thể với giám đốc Hoàng. Vẻ mặt Tống Nhan vẫn không khỏi nghi ngờ nhìn Sở Trần. Không hiểu chút nào, Sở Trần nói rõ là đã đánh thiếu gia nhà họ Hoàng một trận, tại sao Hoàng thiếu gia này lại giúp hắn? Sử dụng sức mạnh của kẻ thù để đả kích một kẻ thù khác. Dược phẩm tiền thị, ván phòng của tiền bộ thiệu, khói thuốc phủ kín. Sau khi cả hai trở lại văn phòng, họ không nói gì cả. Tiền bộ thiệu cứ nghĩ cho rằng chỉ tiện tay giúp cho Vinh Đông một chuyện, không nghĩ tới lại bị tát một bạt tai, còn bị đá một cước, thậm chí một cái giấm cũng không dám phóng mà chỉ biết lăn đi ra. Thiếu gia nhà họ Hoàng, với cái này thân phận tuyệt đối chấn áp được hai người. Cửa văn phòng mở ra, giám đốc Hoàng bước vào, Vinh Đông đầm đầu thuốc dập tắt, đứng dậy, giám đốc Hoàng, Sở Trần kẻ ngu kia, sao hắn có thể quen biết Ngọc Hải thiếu gia? Tôi xém chút nữa cũng bị hắn lừa gạt đi. Hoàng giám đốc hừ lạnh, nhìn Vinh Đông nói, Ngọc Hải thiếu gia vừa gọi điện thoại lại cho tôi, lễ khai trương Kim Than Thành sắp đến gần rồi. Cậu ấy không muốn thêm phiền phức, còn nếu như Sở Trần có xảy ra chuyện gì bên ngoài tòa nhà Kim Than Thành này, cậu ấy cũng không để ý. Nghe vậy, ánh mắt của Vinh Đông chợt lóe lên, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn điên cuồng, giám đốc Hoàng, tôi đã biết nên làm thế nào. Tiền bộ thiệu ở bên cạnh cũng đứng lên, một quyền, một cước này của hắn. Tòi sẽ phế một tay một chân của hắn. Hãy để em giúp anh việc này. Vinh Đông nói, anh Thiệu, hôm nay là do em xử lý không chu toàn. Tiền bộ Thiệu gật đầu, tôi sẽ rửa mắt chờ đợi. Đồng thời, tiền bộ Thiệu cũng chế nhạo, nhà họ Tống thật sự rất ngây thơ, nghĩ rằng bắt được đường dây của nhà họ Hạ thì có thể mở được thị trường dược phẩm ở Thiền Thành sao. Nhiều năm như vậy, nhà họ Hạ tuy là ông trùm ngành dược phẩm ở Dương Thành, nhưng lại không thể đặt chân đến Thiền Thành. Cái này đủ để chứng minh, miếng bánh Thiền Thành này không phải là thứ bọn họ có thể được chia, bây giờ lại như thế, đúng là không tự lượng sức. Vinh Đông kêu một tiếng, khóe miệng cong lên lạnh lùng, lần này, tôi muốn xem tên Sở Trời này sẽ chạy đi như thế nào. Mười mấy phút sau, Tống Nhan chậm rãi lái xe ra khỏi bãi đậu xe của tòa nhà Kim Than Thành. Sở Trần liếc nhìn gương chiếu hậu nói, bà xã à, hình như chúng ta lại bị theo dõi. Sắc mặt Tống Nhan thay đổi. Là ai? Có người vẫn không phục. Sở Trần khẽ nói, lại không chỉ có một chiếc xe, xem ra là không muốn chúng ta có thể thoát. Tống Nhan lấy điện thoại ra, tôi sẽ gọi Tiểu Thu đến đón. Không còn kịp rồi, Sở Trần nói, em dựa theo đường anh chỉ mà đi. Tống Nhan sửng sốt, liếc mắt nhìn Sở Trần, đột nhiên đạp ga. Chiếc xe phía sau nhanh chóng đuổi theo. Rẽ trái, Sở Trần đột nhiên nói. Tống Nhan nghe đúng như lời của Sở Trần nói. Xe đang phi nhanh trên đường, nhưng trên đường có rất nhiều xe, Tống Nhan có cách nào tăng tốc nhanh được, hơn nữa, cô cũng nhìn thấy rõ ràng chiếc xe phía sau chạy theo, cán bản không có cách nào cắt đuôi được. Làm sao bây giờ, Sở Trần, hay là chúng ta trực tiếp đi lên đường cao tốc trên cao rồi đi tốc độ nhanh nhất để cắt đuôi chúng? Tống Nhan đề nghị, không vội, nghe anh nói, rẽ phải ở ngã tư trước mặt. Sở Trần liếc nhìn về phía sau. Người phía sau hẳn là người của cái gọi là võ quán Vinh Diệu Quyền. Tống Nhan nghe Sở Trần chỉ đường, nhưng trong lòng càng ngày càng có cảm giác không đúng. Khóe mắt liếc nhìn điện thoại di động của Sở Trần, Tống Nhan cảm thấy đầu óc choáng váng, anh đang xem bản đồ điện thoại. Cô còn cho rằng Sở Trần đang bình tĩnh phân tích đường thoát thân, tránh đám người đang đuổi theo phía sau. Không ngờ, anh ta đang xem bản đồ trên điện thoại. Tất nhiên, Sở Trần thản nhiên nói. Phía trước 300 mê trẻ phải ở ngã tư. Vui lòng đi đúng làn đường để rẽ phải. Tống Nhan, đám người đuổi theo phía sau anh ta không thể cắt đuôi được, mà đối phương dường như không muốn vượt lên, chỉ bám sát phía sau và không làm gì thêm. Phía trước 500 mét, gần đến nơi chúng ta đến. Sở Trần cất điện thoại đi, dùng gương chiếu hậu liếc nhìn chiếc xe, khó trách tới nhanh như vậy, thật gần a. Phía trước 500 mét kia, là nơi nào? Tống Nhan cảm thấy muốn khóc không ra nước mắt, nơi này hình như có chút ấn tượng, nhưng mà nhất thời cô không nghĩ ra. Sau lưng chúng ta đó không phải là người của võ quán Vinh Diệu Quyền. Tôi đưa bọn họ về nhà. Sở Trần cười, đôi mắt Tống Nhan đột nhiên mở to. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, đôi chân vô thức mềm nhũn ra. Cô ấy hiểu rồi, phía trước, đó chính là võ quán Vinh Diệu Quyền. Mặc dù cô ấy chưa bao giờ đến nơi này, nhưng cô ấy đã từng đi ngang qua. Sở Trần biết rõ rằng những người đang đuổi theo mình là người từ võ quán Vinh Diệu Quyền, vậy mà hắn còn dẫn chúng về hang ổ của chúng. Đây không phải là đưa cừu vào miệng cọp, tự mình tìm đến cái chết sao?
khó trách đối phương không có vẻ gì là vội vàng. Tống Nhan muốn khóc, Sơ Trần, anh điên rồi. Xe của Tống Nhan dừng ở lối vào của võ quán Vinh Diệu Quyền, cô không thể không dừng, phía trước có một chiếc xe đã chắn ngang đường cô. Anh là muốn làm gì vậy? Tống Nhan không khỏi hỏi. Sở Trần lau mắt, tự tin cười nói, phá quán. Sở Trần đẩy cửa xuống xe. Lúc này, ở bên đường, mấy chiếc xe đuổi theo Sở Trần đã dừng lại, cửa xe lần lượt mở ra, tất cả mọi người từ võ quán Vinh Diệu Quyền bước ra, nhìn chằm chằm Sở Trần. Giống như một bầy hổ dữ đang nhìn chằm chằm một chút cừu non. Trong một chiếc xe, Vinh Đông đi xuống xe, một mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Sở Trần, chế nhạo nói, tao đột nhiên nhớ tới 8 chữ, hoảng hốt chạy bừa, bụng đói ăn quàng. Mày vừa mới biểu diễn sinh động 4 chữ đầu tiên, hãy cho bổn thiếu gia thấy bụng đói ăn quàng là có ý nghĩa gì đi. Vinh Đông chỉ vào một cái thùng rác bên đường, mày mang tất cả đồ vật trong này, cái gì có thể ăn đều ăn hết. Hôm nay tao hứa sẽ để mày bình an vô sự rời khỏi đây. Không ít người đều vây tới xem. Tống Nhan xuống xe, lo lắng đứng bên cạnh Sở Trần. Sở Trần ngẩng đầu, nhìn dòng chữ, võ quán Vinh Diệu Quyền, đột nhiên bước vào. Có ai tới đây nói một chút về chương trình phá quán? Chương trình phá quán, khoảnh khắc Sở Trần bước vào võ quán Vinh Diệu Quyền, trong lòng Tống Nhan như sét đánh. Chỉ muốn lôi Sở Trần mang ra ngoài. Tại địa bàn của người ta có thể hay không đừng phách lối như thế. Lòng bàn tay Tống Nhan đổ mồ hôi lạnh, ngay cả Vinh Đông ở bên ngoài võ quán cũng choáng váng, hắn còn đang giễu cợt Sở Trần đường nào không chạy lại chạy tới võ quán của hắn, hắn còn đang định làm nhục Sở Trần một phen, thế nhưng không nghĩ tới, Sở Trần lại quay lưng tiến vào võ quán, còn tuyên bố, phá quán. Thứ không biết sống chết, Vinh Đông đôi mắt lóe lên tia lãnh ý từ, phá quán. Là sự sỉ nhục lớn nhất đối với một võ quán. Vinh Đông sải bước đi lên. Võ quán Vinh Diệu Quyền vốn được mở trên một con phố rất sầm uất, hiện tại đã thu hút rất nhiều người đến xem. Sở Trần, mày có thể bước ra khỏi Hoàng Đình, có thể bước ra khỏi tòa nhà Kim Than Thành, tất cả đều là do may mắn. Vinh Đông chế nhạo, tao muốn xem mày làm cách nào để ra khỏi võ quán Vinh Diệu Quyền. Bùm, đột nhiên, có một âm thanh, chói tai vang lên. Có tiếng động lớn ở cửa kêu lên, Sở Trần cũng nhìn lại, vừa rồi, một người đột nhiên lao ra khỏi đám người, nhảy lên, tung quyền đấm tới, trực tiếp làm nổ một lỗ trên tấm bảng hiệu của võ quán Vinh Diệu Quyền, sau đó cầm lấy toàn bộ tấm bảng hiệu. Mục tiêu đầu tiên là võ quán Vinh Diệu Quyền, người đàn ông trung niên khuôn mặt lạnh lùng, thân hình cường tráng, khóe miệng lãnh ý, mang theo tấm biển võ quán Vinh Diệu Quyền, chậm rãi đi vào trong võ quán, khí thế mạnh mẽ. Ngược lại muốn nhìn một chút, cái võ quán nhỏ này làm sao bảo vệ được mình. Mọi người đều bị người trung niên này thu hút, ánh mắt Vinh Đông rơi vào tấm bảng trong tay người đàn ông trung niên, hắn ta vô cùng tức giận, trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên, lão già, ông là ai? Ông là người được Sở Trần mời. Tống Nhan cũng nhìn về phía Sở Trần, tên ngốc này lúc nào đã an bài. Sở Trần buông tay, anh không biết hắn. Sở Trần không ngờ tới vừa định tìm hiểu chương trình phá quán. Lập tức có người xuất hiện để làm mẫu. Nhìn hình ảnh trước mắt, cho dù người trung niên không nói lời nào, tất cả mọi người trong võ quán Vinh Diệu Quyền đều biết người tới không có thiện ý gì. Bắc Quyền Triệu Sơn, thách đấu với võ quán Vinh Diệu Quyền. Người đàn ông trung niên nói ra thân phận mình với giọng điệu đầy tự tin, chiến ý dâng trào, hãy để quán chủ của các ngươi ra đánh một trận. Làm càn, cái gì mà Bắc Quyền Triệu Sơn, chưa từng nghe nói qua. Cũng dám đến đây phá quán muốn cùng quán chủ của chúng ta đánh một trận sao? Một người cất bước đi ra, ánh mắt mang theo địch ý mãnh liệt nhìn chằm chằm trung niên nhân Triệu Sơn, Sở Trần ngược lại là nhận ra hắn, chính là tên đêm đó đã truy kích hắn, sư phó Vinh Diệu Quyền, Vinh Quan Hàng sư phó, trước qua cửa của ta đi. Triệu Sơn liếc nhìn Vinh Quan Hàng, khẽ lắc đầu, người không đủ tư cách. Đôi mắt Vinh Quan Hàng nổi lên lửa giận, cố nén tức giận nhìn chằm chằm Triệu Sơn, vậy thì, đến đây đi. Triệu Sơn cầm tấm bảng võ quán Vinh Diệu Quyền bằng tay trái, từ từ duỗi tay phải ra, đối phó với ngươi, một tay là đủ. Vinh sư phó, đem hắn đánh ngã. Trong đám người, có người chịu không được sự kiêu ngạo của Triệu Sơn, quát to lên. Sở Trần và Tống Nhan bước sang một bên, lúc này, ngay cả Vinh Đông cũng không có tâm trí để ý Sở Trần. Vốn dĩ đem Sở Trần ngăn ở võ quán Vinh Diệu Quyền, nhưng không ngờ lại tình cờ như vậy, lại có người thực sự tới phá quán. Trước phải đánh ngã Bắc Quyền Triệu Sơn, sau đó sẽ tính sổ với Sở Trần. Vinh Quan Hàng nóng lòng muốn ra tay, lửa giận hóa thành nắm đấm, lao về phía trước,
huy quyền oanh ra. Dám trước mặt mọi người phá bảng hiệu võ quán Vinh Diệu Quyền, nếu hôm nay không để người này bò ra ngoài, bốn chữ, võ quán Vinh Diệu Quyền, liền không đáng nhắc tới đi. Trên khóe miệng Triệu Sơn nhếch một tia khinh thường, hắn tung nắm đấm đối quyền cùng Vinh Quan Hàng. Vinh Quan Hàng cảm nhận được cơn đau truyền đến từ bàn tay, liền hét lên một tiếng, lùi lại, hai mắt mở to, có chút kinh hãi nhìn chằm chằm Triệu Sơn. Sức mạnh ẩn chứa trong nắm đấm của đối thủ khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Lúc này, những người xung quanh cũng náo loạn, tất cả đều thấy rõ Vinh Quan Hàng rơi vào hạ phong trong lần đối đầu này. Vinh Quan Hàng cắn răng, dùng hết sức lao ra. Triệu Sơn một tay cầm tấm bảng, một tay tung ra từng cú đấm. Chưa đầy năm chiêu, Vinh Quan Hàng đã bị một cú đấm đánh trúng ngực, bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Nam Quyền, quả nhiên chỉ là khua chân múa tay. Triệu Sơn cười khinh thường, liếc nhìn tấm bảng trên vai, các ngươi, có tư cách tự xưng là Vinh Diệu sao? Vừa dứt lời, một trận phẫn nộ trong võ quán Vinh Diệu Quyền vang lên. Tuy nhiên, ngay cả sư phó Vinh Quan Hàng cũng dễ dàng bị đánh bại, bọn họ không dám tùy tiện lên. Bắc Quyền Triệu Sơn này thật kiêu ngạo, Tống Nhan không khỏi thấp giọng nói. Sở Trần liếc hắn một cái, cảm thấy có chút buồn bực, anh còn đang định phá quán, thế nhưng là bị tên này đi trước một bước. Tống Nhan liếc Sở Trần một cái, NH đây là gặp vận may rồi. Nếu không phải là Bắc Quyền Triệu Sơn vừa đúng lúc đến võ quán Vinh Diệu Quyền ngây phiền phức, bây giờ, Vinh Đông không biết đã đối phó với Sở Trần như thế nào rồi. Tên ngốc này bây giờ còn ở đây khoe mẽ. Trong võ quán, thêm vài người bước ra. Quán chủ, hôm nay thật trùng hợp, quán chủ cũng ở đây. Cái gì mày Triệu Sơn, chọn thời điểm cũng không tốt ha. Rất nhiều đệ tử của võ quán Vinh Diệu Quyền hai mắt đều sáng rực, vô cùng kích động và mong chờ nhìn về phía trước. Chú Hân, Vinh Đông bước tới, quán chủ võ quán Vinh Diệu Quyền, Vinh Hướng Hân. Vinh Hướng Hân gật đầu, lập tức nhìn về phía Triệu Sơn, liếc mắt lạnh lùng, võ quán Vinh Diệu Quyền không phải là nơi ngươi có thể ngông cuồng. Quán chủ của võ quán Vinh Diệu Quyền, đôi mắt Tống Nhan bất giác mở to mấy phần, nghe nói ông ta là cao thủ được xếp hạng ở Thiền Thành. Đi thôi. Sở Trần đưa Tống Nhan ra ngoài, không có gì để xem nữa rồi. Tống Nhan không do dự, đi theo Sở Trần ra khỏi võ quán Vinh Diệu Quyền. Sau khi lái xe đi, Tống Nhan vẫn có cảm giác như đang ở trong mơ. Cô cứ tưởng mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không ngờ mọi chuyện lại được giải quyết một cách quá trùng hợp như vậy. Nghĩ không ra, đầu óc của anh vẫn là tỉnh táo. Biết sau khi quán chủ võ quán sau khi đánh bại Triệu Sơn sẽ không để chúng ta đi. Tống Nhan nói. Hắn đánh không lại, Sở Trần lắc đầu, anh rời đi bởi vì, thật sự là không có gì đáng xem. Sở Trần thở dài, bà xã, anh thật sự biết đánh nhau, nếu như sớm biết người quán chủ này thực lực không thể chịu nổi, anh còn lười nhắc tới phá quán. Tống Nhan, võ quán Vinh Diệu Quyền, oanh, một thân ảnh ngã bay ra ngoài, toàn bộ võ quán Vinh Diệu Quyền lặng ngắt như tờ, hoàn toàn im lặng. Người bị đánh bại không ngờ lại là quán chủ của võ quán Vinh Diệu Quyền, Vinh Hướng Hân. Mọi ánh mắt đều tập trung vào một người. Bắc Quyền Triệu Sơn. Triệu Sơn đi đến trước mặt Vinh Hướng Hân, nhẹ nhàng lắc đầu, đây là ngày đầu tiên ta đến Thiền Thành. Vinh Diệu Quyền võ quán là nhà thứ nhất, nhưng chắc chắn sẽ không phải là võ quán cuối cùng. Vẻ mặt của Triệu Sơn có chút trầm ngâm, cái bảng hiệu võ quán này ta sẽ mang đi. Sau một thời gian, ta sẽ tổ chức một buổi triển lãm các bảng hiệu của các võ quán, để cho mọi người thấy được nam quyền của các ngươi đến tột cùng yếu như thế nào. Tống Nhan lái xe về nhà, cô không tin những gì Sở Trần nói, quán chủ võ quán Vinh Diệu Quyền lại không phải là đối thủ của người kia được. Hai người đi ngang qua khu vực Mai Hoa Thung, một con sư tử nhảy xuống, Tống Thu mồ hôi nhễ nhại, ông nội nói, bữa tối hôm nay của gia đình sẽ được dọn ra đúng vào lúc 7 giờ. Nhân tiện, Tống Thu liếc nhìn Sở Trần, ông nội đặc biệt nói, Sở Trần, anh cũng có thể tham gia yến tiệc gia đình. Sở Trần nhẹ nhàng híp mắt cười. Mỗi tháng sẽ có một hoặc hai bữa tiệc linh đình trong nhà họ Tống, nhưng hắn chưa bao giờ có tư cách tham gia. Lần này, cũng là vì cho Hạ Bắc mặt mũi. Dù sao, hắn còn đang sở hữu một bức chữ do Hạ Bắc viết nhưng được ký tên bởi Sở Trần. Trong mắt lão gia tử, bức chữ này có cơ hội cao được chọn làm thanh của cuộc thi đoạt thanh tại Kim Than Thành. Tống Nhan vừa định rời đi, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Đúng rồi, Tiểu Thu, lúc chúng ta trở về, có đi ngang qua võ quán Vinh Diệu Quyền. Thấy bên ngoài có rất nhiều người tụ tập vây xem. Không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu có thể đi nghe ngóng xem thế nào. Cái này thì quá đơn giản.
Tống Thu bỏ đầu sư tử xuống, đi tới ghế bên cạnh, cầm điện thoại lên, em ở trong hội nhóm về các võ quán Thiến Thành, nếu có tin tức gì của võ quán Vinh Diệu Quyền, trong nhóm nhất định sẽ có người thảo luận. Giọng Tống Thu đột ngột dừng lại, trợn to hai mắt. Võ quán Vinh Diệu Quyền bị người tới phá quán, quán chủ Vanh Hướng Hân đích thân ra tay cũng đã bị đánh bại. Tống Thu kêu lên, khi đối thủ bỏ đi, hắn ta cũng đồng thời lấy đi bảng hiệu của võ quán Vinh Diệu Quyền và thả lại lời tuyên chiến. Hắn sẽ thu tất cả các bảng hiệu võ quán của Thiền Thành để mở một cuộc triển lãm, chết tiệt, thật quá kiêu ngạo. Tống Thu tức giận và nắm chặt tay lại, tự xưng cái gì Bắc Quyền Triệu Sơn, trước mặt mọi người còn tuyên bố Nam Quyền là rác rưởi. Tống Tha từ nhỏ đã theo quyền quán sư phó học võ. Trong lòng hắn chính là một thành viên của quyền quán Thiền Thành, thậm chí còn là một đại diện của Nam Quyền. Bây giờ quyền quán Thiền Thành đã bị làm nhục, tôn nghiêm của Nam Quyền thì bị chà đạp. Tên Triệu Sơn sống ở đâu? Tìm hắn tính sổ đi. Tống Thu gửi một tin nhắn trong nhỏ. Ngày mốt sẽ là lễ khai trương Kim Than Thành. Sự tình lớn bé gì, hãy để sau buổi lễ hãng bàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 4.